xin chào các bạn thính giả đã đến kênh truyện đam mỹ tiểu muội hôm nay tiểu muội gửi đến các bạn bộ truyện nhà có bé ngoan tác giả thính nguyên thể loại đam mỹ văn án kiếp trước lâm du cắt đứt quan hệ với gia đình đi xa tha hương bị phản bội bị người ta dẫm dưới chân mặc sức sỉ nhục chết rồi lại trôi giạt trốn lạ linh hồn không thể về lại cố hương thật không ngờ một sáng tỉnh mộng lại trùng sinh năm ấy cha chưa mất sớm mẹ vẫn dịu dàng nhã nhặn bà nội còn trên thế gian gia đình mỹ mãn Lâm Du quyết tâm không dẫm lên vết xe đổ ngày trước, khiến cho những năm đầu 90 của đại gia tộc họ Lâm trong giới điêu khắc gỗ kiến kinh náo loạn hết cả lên. Đứa con trai nhỏ như đắp từ phấn đẽo từ ngọc trong nhà hay nhõng nhẽo thì cũng thôi đi, đã thế hở chút lại rơi nước mắt ngà. Thầy bói quả quyết tà linh nhập xác phải tìm người thích hợp chấn áp. Sau đó, nắm sữa, bị đẩy vào nhà lão văn cách vách. Nhà họ văn là gia đình quân nhân chú quân ở đây, nơi đó có dương khí mạnh nhất sau đó nữa tất cả mọi người được thấy cảnh bé sữa chạy ù ra ôm lấy đứa con trai độc đinh vừa đi học về của nhà người ta anh ơi bé con rụi mặt vào hõm cổ thiếu niên nũng nịu đây là ký ức đã mở nhạt đi trong những tháng ngày vỡ tan về sau của cậu là người mà bao năm không gặp nhưng đến cuối cùng lại vượt ngàn dặm trường từ quân đội trở về nhặt xác chôn cất cho cậu cảm ơn bạn bà cô già đã giới thiệu chuyện cho kênh Mời các bạn nghe chuyện chương một ngọn gió đông rét bút thổi bần bật xuyên suốt con đường trịnh trường kêu ù ù từng cơn làm lòng người cũng ớn lạnh, lá khô bị cuốn bay liên tục đập vào cửa sổ, kéo giật lâm du ra khỏi giấc mộng. Trong phòng không mở đèn, ánh sáng lập lòe và tiếng nói chuyện xì xào vọng vào từ sân ngoài. Lâm du bò dậy ngồi trên giường ngơ ngẩn một lúc rồi lật chăn ra, lần mò xuống giường. Nhà họ Lâm đời đời kế thừa nghề điêu khắc gỗ của Tổ tiên, là kỹ thuật có một không hai trong thành phố Kiến Kinh, hiện tại cả gia đình đều đang sống đông đủ trong căn tứ hợp viện Tam Tiến này. Lâm Du năm tuổi có một căn phòng riêng nho nhỏ, rời khỏi nơi có lò sưởi, vừa mở cửa là bị gió lạnh bên ngoài thổi vào làm dùng mình, ai đó vội vã chạy đến bế cậu lên nói rằng, ôi ông nhỏ của tôi ơi, sao lại tự bò dậy thế này. Không sao đâu chú Phú, Lâm Du không vùng vẫy, còn rụi đầu vào vai người đàn ông ấy vô cùng quen thuộc, hỏi bằng giọng ồm ồm, bên ngoài sao thế ạ, à, con nghe thấy tiếng bố mẹ. Năm nay chú Phú hơn 40, đã trải qua hơn nửa đời người ở nhà họ Lâm, trước đây chú theo ông nội của Lâm Du học việc, sau khi ông cụ qua đời thì hiện đang theo chủ gia tộc mới, cũng chính là cha của Lâm Du, Lâm Bách Tỏng. Chú Phú đưa tay nắm chân cậu, thấy cậu không đi chân không xuống đất mới thở phào sau đó chú xoa xoa mái tóc tơi mượt sau ót cậu giải thích bây giờ bố mẹ con có việc không qua được có buồn ngủ không nếu buồn ngủ thì tối nay ngủ với chú nhé con không buồn ngủ lâm du lắc đầu cậu ngước mắt nhìn ra cửa vườn nhỏ qua vai chú phú một lúc sau mới khẽ hỏi chú có phải ba mẹ nuôi về rồi không dù động tác của chú ấy chỉ khựng lại trong một quãng rất ngắn thôi thì lâm du vẫn cảm nhận được chú phú thở dài thì thầm ừ về rồi về rồi nhưng vĩnh viễn không về được nữa Lâm Du hiểu ra ngay, mắt cậu đỏ lên, hiện tại đang là đêm nên chú phú mới không để ý thấy. Lâm Du của hiện tại không phải Lâm Du 5 năm tuổi thật sự, mà là Lâm Du đã sống lại một đời. Không một ai biết bí mật này, trong trí nhớ của cậu, nhà họ Văn cũng gặp chuyện trong khoảng thời gian này. Thời điểm Lâm Du trùng sinh trở lại vừa khéo là khi cậu vừa qua một cơn bệnh nặng, vợ chồng Lâm Bách tòng thương con đứt ruột, nghe một sư ông đi qua nói cậu bị tà linh nhập xác cần phải tìm gia đình phù hợp chấn áp lại vừa hay nhà họ Văn là gia đình quân nhân chú quân ở đây, tuy chỉ mới đến kiến kinh được vài năm, lại thường xuyên bôn ba bên ngoài, nhưng hai vợ chồng nhà ấy đối nhân xử thế rất rộng rãi tốt bụng, thường ngày cũng hay qua lại với nhà họ Lâm. Thế là Lâm Du có thêm cha mẹ, cậu chỉ nhớ được người đàn ông quanh năm sống kiếp quân nhân cao to cường tráng, người phụ nữ khéo léo mà kiên cường, hai người gặp chuyện không may trong một trận lở đất ngày đông năm xưa, chỉ để lại một mình đứa con trai độc đinh mới gần 10 tuổi ôm cho cốt cả hai về nhà. Lâm Du không nhớ được bất kỳ điều gì về đêm hôm ấy. Đối với việc mình quay lại 5 năm tuổi, bản thân cậu cũng như vừa hồi phục lại sau một trận bệnh trầm kha, cả ngày trời cũng chẳng có mấy thời gian rảnh để hồi tưởng quá khứ. Nhưng lúc này nghe thấy tiếng xôn xao bên ngoài, cậu mới chợt có cảm giác như vận mệnh lại tiến vào guồng quay cũ. Khi Lâm Du chạy ra cửa, cậu thấy ngay bóng dáng đang đứng dưới ánh đèn ảm đạm từ mái hiên. Đứa bé trai khoảng 10 tuổi nhưng cao hơn bạn đồng trang lứa một chút, có lẽ đã được di truyền toàn bộ ưu điểm ngoại hình của bố mẹ, ngũ quan đã có đường nét thiếu niên, Lâm Du nhận ra chiếc áo khoác gần như có thể bao phủ hoàn toàn cả người cậu ta, là áo của ba cậu. Nhưng dường như chẳng cho đứa bé ấy được chút ấm áp nào. Trên ống quần cậu ta đầy bùn xình khô cứng, đứng đó, lạnh đến tái nhợt, hai mắt đờ đẫn như con rối gỗ, rất nhiều người đứng lố nhố cách đấy không xa họ tụm năm tụm ba lại xì xầm gì đó tất cả đều là hàng xóm trên con đường này lâm du không cần nghĩ cũng biết là đang thảo luận chuyện tổ chức tang lễ cho vợ chồng nhà họ văn dù sao thì một nhà ba người giờ chỉ còn lại một đứa bé ai cũng thấy đứa nhỏ thật đáng thương những ánh mắt và âm thanh hoặc đánh giá hoặc thở than đó đều nhắm thẳng vào cậu ta không chút che giấu có người lầm bầm nghe nói còn có chú với cậu nữa mà sao không thấy ai đến vậy tuy đã rất cố gắng hạ giọng nhưng câu nói ấy vẫn rõ mồn một giữa đêm khuya thanh vắng có một người cậu nhưng tôi nghe nói cậu của nó không tốt lành gì hai vợ chồng họ văn vừa gặp chuyện là anh ta chạy đến ngay nhưng ông đoán xem đến làm gì làm gì để xí phần chỗ tiền trong tay vợ chồng người chết thứ người gì không biết ai đó bất bình người chết còn chưa chôn cất đã rình dập tài sản của người ta rồi Đúng vậy, ai đó liếc về phía mái hiên, lên tiếng, may mà con trai nhà họ văn cứng cỏi, đuổi thẳng cậu nó ra ngoài, nếu không sao lại chỉ có mỗi một đứa bé ôm cho cốt bôn ba xa xôi như vậy, đúng là nghiệp chướng. Phía bố nó không còn ai nữa à, chuyện đó thì không rõ, nhà họ Văn mới chuyển tới được mấy năm, chỉ biết Văn Viễn Sơn là người Tây Xuyên, bà có nghe nói gì về nhà đó không? Cũng đúng, nếu nhà còn ai thì đâu thể không có tin tức gì vậy được lâm du bám tay vào khung cửa gỗ dày tai nghe tiếng bọn họ xì xào bàn tán mắt chăm chú nhìn vào góc nhà không nhúc nhích ký ức mà cái tên văn chu nghiêu để lại cho cậu cũng không nhiều lắm thuộc dạng từ nhỏ đến lớn luôn biết có người đó tồn tại nhưng trên thực tế chẳng qua lại gì nếu tính kỹ ra thì kiếp trước văn chu nghiêu lớn hơn cậu khá nhiều tuổi giao thiệp với bố mẹ cậu nhiều hơn nói là bố mẹ nuôi cũng không quá có điều không sống cùng nhau văn chu nghiêu hơn lâm du đến mấy khóa cả cơ hội gặp mặt cũng hiếm hoi Nhà họ Lâm là gia tộc lớn, lễ Tết lúc nào cũng rộn rộn ràng ràng mấy chục nhân khẩu, khi đó Lâm Du luôn là trung tâm của cả nhà, rất khó chú ý thấy có một người như thế, ấn tượng về cái tên này trong năm 6 năm sau đó chỉ dừng ở thi thoảng bố mẹ nói chuyện lại nhắc đến rồi cảm thán. Sau này khi người ở đường thịnh trường nhắc đến cái tên này dường như đều xem đó là sự tồn tại rất khó chạm đến. Vì cuộc đời về sau của người này có thể gọi là truyền kỳ lâm du biết năm nào bố mẹ cũng nhận được thư báo bình an gửi về từ quân đội với một số tiền có thể nói là kinh người lúc đó cậu không hiểu cậu bận yêu đương bận công khai bận đấu tranh với gia đình luôn nghĩ giống như lời rất nhiều người nói văn chu nghiêu nhờ nối lại quan hệ với nhà nội nên lên như diều gặp gió nhưng vẫn không quên gốc là một người rất biết nhớ ơn Điểm biết nhớ ơn thì hoàn toàn không sai, cũng chính vì nguyên do ngày nhỏ này, mà khi Lâm Du bị bạn bè xa lánh, bỏ mình nơi đất khách quê người, cuối cùng chỉ có mình người này muôn dặm xa xôi từ quân đội chạy đến nhặt xác cho cậu. Chỉ vì cái hư danh anh trai mà cho đến chết Lâm Du vẫn chưa gọi lần nào. Lúc đó anh ta đã là một người đàn ông trưởng thành sấp xỉ 30, nghe nói khi ấy anh ta đã rời tiền tuyến, nhưng dấu ấn được tôi luyện qua khói lửa chiến trường đã khắc sâu vào cốt tủy người ấy lâm du nhớ rõ tuyết đọng trên vai người ấy bóng lưng khi đứng trước mộ bia cũng lặng im như con người anh ta vậy cũng từ lúc đó lâm du cảm thấy linh hồn phiêu bạt của mình đã chạm chân xuống mặt đất thoáng chốc cậu đã trở về năm này bố vẫn chưa mất sớm mẹ vẫn dịu dàng nhã nhặn bà nội hãy còn gia đình mỹ mãn cậu chưa vì yêu một người đàn ông mà cắt đứt với gia đình đi xa tha phương chưa bị phản bội bị người yêu đạp dưới chân lẫn cùng bụi đất chưa chết trong đêm tuyết, linh hồn chưa lang bạt, không thể về lại cố hương. Năm 13 tuổi cậu quen tưởng thế trạch, 16 tuổi lén đến với hắn, sau khi công khai bị bắt bỏ học, một mình theo hắn vào Nam, trong 10 năm, từ căn hộ quan tài, nửa đêm ồn ào không ngủ được dọn đến chung cư cao cấp, từ một ly là gục đến ngàn chén không say người khác vẫn hay nhắc, vết chai trong bàn tay do luyện tập kỹ thuật khác từ nhỏ từ từ bị những ngày tháng tất bật tới lui giữa bàn làm việc và trốn xã giao mài mòn, cho đến biến mất hoàn toàn rồi lúc đó tưởng thế trạch nói với cậu hắn quyết định kết hôn cùng người phụ nữ hắn lén lút qua lại sau lưng lâm du cha mẹ tưởng thế trạch đến công ty làm ầm lên lâm du bị rút hết quyền lực bị ép rời đi trong 10 năm cậu mất nhà mất chính bản thân còn lại hai bàn tay trắng là cái lạnh thấu vào xương tủy là nỗi đau qua bao nhiêu tháng năm cũng không thuyên giảm được chỉ một suy nghĩ thôi cũng đủ đau bút tâm can thối giữa mục nát Ngày gặp tai nạn xe thậm chí cậu đã nghĩ, rốt cuộc là chuyện ngoài ý muốn hay âm mưu của tưởng thế trạch. Khi ý nghĩ này nảy ra trong đầu, bản thân Lâm Du cũng thấy vô vị. Cậu cứ tưởng hơn 20 năm cuộc đời mình đã chìm nổi nhấp nhô, trải qua rất nhiều, mãi đến đêm đông hôm nay, đối diện với Văn Chu Nghiêu chỉ mới 10 tuổi, cậu mới nhận ra có người đã phải chịu đựng quá nhiều ở cái tuổi không nên chịu đựng. Nỗi đau của Lâm Du cậu dù sao cũng là tự làm tự chịu, nhưng có người ngay từ đầu đã bị vận mệnh cuốn đi, không thể thoát khỏi không ai nhận ra lâm du xuất hiện nhà họ lâm nuôi nấng con cháu rất tỉ mỉ lâm du lại là đứa con một khó khăn lắm vợ chồng nhà họ lâm mới có được cả nhà từ trên xuống dưới ai cũng cưng bây giờ cậu đang ăn mặc hệt như chú chim cánh cụt đội mũ lông gương mặt bé xíu trắng nõn mắt vừa to vừa tròn cậu đi men theo chân tường tới trước mặt đứa bé trai kia đưa tay nắm lấy tay đối phương vừa chạm vào đã bị nhiệt độ không khác gì tảng băng làm lạnh giật mình rồi đưa cả hai bàn tay ấp lên không chút đắn đo cuối cùng đối phương cũng có phản ứng, chịu liếc mắt cúi đầu nhìn cậu. Lâm Du mấp máy môi, cuối cùng gọi, anh, không kỳ cục mấy, dù sao thì hoàn cảnh cũng cho cậu điều kiện thuận lợi để đóng vai một đứa nhỏ, khả năng thích ứng của cậu luôn cao. Cậu bé kia không để ý đến cậu, vô cảm rút tay lại. Lâm Du bất khuất nắm lại lần nữa, xa cả người tới trước, ép cho đối phương phải lùi lại mấy bước. Văn Chu nghiêu ngẩn ngơ một lúc rồi như nhớ ra cậu là ai, thấy cậu vẫn không chịu buông tay thì lên tiếng nói câu đầu tiên, tránh xa anh chút, bẩn giọng nói trầm khàn hơi khào khào, nghe càng lạnh lùng vô tình. Lâm Du cứ tưởng mình bị ghét rồi, nhưng nhìn vào cảm xúc trong mắt đối phương thì biết Lâm Chu Nghiêu đang tự nói về bản thân. Không sợ, lần này bàn tay nho nhỏ ấm áp trực tiếp vạch áo khoác ra để ôm eo cậu bé. Vừa lại gần là Lâm Du dùng mình vì hơi lạnh trên người cậu ta, răng cậu đánh lập cập vẫn run rẩy nói, gió lạnh quá đi, làm đau hết mặt em. Nói xong rụi mặt vào ngực người ta sâu hơn, lạnh thì vào trong nhà, giọng nói hơi mất tự nhiên với văn chu nghiêu đứa em trai này cũng xa lạ vô cùng chỉ mới gặp vài lần mà lần nào bé con cũng được người lớn bế bồng hoặc cõng trên lưng lớn thế rồi mà ngày nào cũng phải uống một ly sữa người lúc nào cũng thơm sữa được nuôi quá kỹ nên trông giống như bé gái vậy quan trọng nhất là sao trước đây không biết nó dễ gần thế này thân thiện đến độ văn chu nghiêu không thể không phân tâm để ý văn chu nghiêu kéo bàn tay đang ôm eo mình nhưng bé con ôm rất chặt lâm du ngửa cổ lên bố mẹ đi đâu mất em không muốn ngủ một mình văn chu nghiêu cụp mắt nhìn đôi mắt tròn xoe lông mi phẩy phẩy giọng tủi thân vô cùng anh anh ơi vô cùng điêu luyện không lố chút nào nhìn biết ngay là thường xuyên nhõng nhẽo rất lâu sau văn chu nghiêu mới chầm chậm mở vạt áo ra bao bé cánh cụt lại cuối cùng lâm du cũng im lặng vùi mặt vào eo đối phương hoàn toàn không có cảm giác xấu hổ hay ngại ngùng gì nhìn từ xa một lớn một nhỏ trông cứ như trẻ sinh đôi đặc biệt là đứa nhỏ đang quấn vào người ta như con bạch tuộc không sao gỡ ra được ai không biết chắc sẽ nghĩ hai đứa nhỏ thân với nhau lắm chú phú vẫn hay nói bế cậu cứ như ôm cái lò sưởi mini ấy lâm du nắm chặt lưng áo cậu bé hy vọng một tí tác dụng còn lại của mình sẽ cho đối phương chút ấm áp giữa đêm đông này những đêm như thế này luôn rất dài khi bông tuyết đầu tiên rơi xuống trong ánh đèn ảm đạm dưới mái hiên cuối cùng tiếng xe chạy cũng vọng đến từ đầu đường Chiếc bán tải chở đầy một xe toàn đồ dùng cho tang lễ rừng bên đường, vài người đàn ông trung niên lần lượt nhảy xuống, bắt đầu chỉ huy mọi người khiêng đồ vào bầy biện. Người dẫn đầu chẳng phải ai xa lạ, chính là Lâm Bách Tòng. Lúc Lâm Bách Tòng thấy con trai mình cũng sừng sốt mất một lúc, ông là người lớn trong nhà, thường ngày nghiêm túc quen rồi, nhưng không lâu trước đây đứa con trai nhỏ này mới qua cơn bệnh nặng, ông cũng không nỡ nói gì. Người đàn ông trung niên đi tới, ngồi xổm xuống trước mặt hai đứa nhỏ, văn chu nghiêu chào hỏi trước bằng chất giọng khàn khàn chú lâm lâm bách tòng xoa vai cậu ta trách tiểu nghiêu đã bảo cháu đi nghỉ ngơi rồi mà sao còn đứng đây không cần đâu văn chu nghiêu lắc đầu cháu có thể ở lại giúp đỡ lâm bách tòng nhìn gương mặt còn dính hai vệt bùn của cậu ta đưa tay lau đi rồi nói rất nghiêm túc nghe lời ở đây bao nhiêu là người lớn không cần cháu phụ cháu đã đi cả quãng đường dài rồi ngủ dậy rồi giúp cũng được Lâm Du Sen vào rất đúng lúc, bố, con buồn ngủ, nói xong còn dụi mắt, hai mắt lập tức ẩm nước vì buồn ngủ, nhưng bàn tay nắm chặt Văn Chu Nghiêu vẫn không chịu buông. Lâm Bách Tòng trừng quát con nhà mình một cái, rồi lại nói với Văn Chu Nghiêu, vậy thế này đi, Tiểu Nghiêu, cháu giúp chú đi, dẫn em đi ngủ hộ chú, mấy ngày này tạm thời đừng về nhà cháu nữa, chú nói người trong nhà dọn một phòng cho cháu, thời gian này ở nhà chú Lâm. Văn Chu Nghiêu mím môi, cúi đầu nhìn Lâm Du, cuối cùng vẫn đồng ý lâm bách tòng giữ lâm du hỏi để anh dẫn con đi ngủ được không lâm du gật đầu vâng ạ à, hôm nay muộn rồi con ngủ chung với anh được không lâm bách tòng cố ý nhấn mạnh ngủ chung trên giường của con chuyện mà lâm du ghét suốt hai đời để người khác đụng tới giường của mình nhưng lần này cậu nói ngay không đắn đo vâng hiển nhiên lâm bách tòng không tin ông trời con này lắm quay lại nói với văn chu nghiêu tiểu nghiêu con để ý em nhé đứa nhỏ này bị trong nhà chiều hư lắm tật xấu cáu lên vừa giữ vừa ngang ngược Văn Chu Nghiêu gật đầu, chợt nhận ra tay áo mình lại bị kéo nhẹ. Cậu ta cúi xuống, Lâm Du mở tròn đôi mắt to nói, bố già nói bậy bạ đó. Lâm Bách Tòng mắng, không biết lớn nhỏ gì cả, Văn Chu Nghiêu lại sững người, đưa tay kéo vành mũ lông của cậu thấp xuống một chút như ma xui quỷ khiến. Dạng tứ hợp viện có ba khoảng sân, dạng căn hộ chung cư siêu nhỏ, chỉ vài mét vuông. Chương 2 Lâm Du nắm tay Văn Chu Nghiêu đi qua cửa hông tới hành lang, cuối cùng đi vào trái phòng cuối cùng phía đông tiếng nhạc tang thê lương dần vang lên từ sân trước tới cửa phòng lâm du buông tay ra tự đưa hai tay lên đẩy cửa vào đến rồi cậu quay đầu tít mắt với văn trung yêu có thể thấy được tấm lòng của người lớn từ cách trang hoàng phòng cho lâm du tuy diện tích không lớn nhưng từ đồ dùng đến vật trang trí không một món nào không tinh xảo lâm bách tòng là bậc thầy trong giới điêu khắc rất nhiều đồ ở đây do ông tự tay làm ra tuy miệng lúc nào cũng chê bôi con mình là ông trời con nhưng hành động lại vạch trần hết tấm lòng người cha Lâm Du vào phòng là chạy ngay đến chiếc bàn, trèo thân thoát lên ghế rót nước uống ừng ực. Sau đó rót ly thứ hai chạy ra để vào tay Văn Chu Nghiêu, không chờ đối phương nói tiếng nào đã tự mở tủ lôi một tấm chăn nhỏ ra ôm ném lên giường. Thời gian gần đây không cần ai chăm sóc cậu cũng có thể tự xử lý được việc sinh hoạt cá nhân, với một đứa bé 5 tuổi thì đây đúng là một chuyện khó tin. Nhưng người trong nhà đều rất tin vào lời vị sư ông đi ngang nhà nói cậu bị tà linh nhập xác lại trưởng thành sớm vận số định sẵn cả đời luôn phải âu sầu lo nghĩ sợ tuổi thọ không dài nhà họ văn đột ngột gặp biến cố không chỉ khiến văn chu nghiêu thành con mồ côi mà còn khiến người trong nhà càng thêm ám ảnh với nỗi lo về lâm du ai cũng nghĩ sau khi bệnh nặng cậu còn thông minh hơn trước bản thân lâm du thì chẳng để những lời ấy vào lòng cảm giác duy nhất của lâm du về việc trở lại làm bé sữa từ trạng thái người trưởng thành là may mắn còn được nhõng nhẽo với bố mẹ, được mặc sức hưởng thụ sự chiều chuộng vô điều kiện, được làm trẻ con một lần nữa, dù cho kiếp này cậu vẫn không thể sống quá 26 tuổi, thì đã sao? Trung quy, cậu sẽ không sống như trước đây lần nữa. Có thể nhận ra Văn Chu Nghiêu được giáo dục rất tốt, dù trước mặt là một đứa bé thì cậu ta cũng không đi đứng lung tung trong phòng người khác, càng không cần nói việc đụng chạm đồ đạc. Trong phòng có hệ thống sưởi, đứng một lúc sắc mặt cậu ta đã khá hơn rất nhiều. Lâm Du chỉ huy cậu ta đi lấy nước nóng rửa mặt với tay, lấy đồ mua bị rộng mấy cỡ mà mình không mặc vừa ra đưa cậu ta thay, sau đó cùng nhau lên giường. Lâm Du buồn ngủ thật cơ thể năm tuổi không thức đêm nổi. Khoảng 4 giờ sáng, Lâm Du thức giấc một lần, cậu nằm mơ thấy mình đứng ở đầu đường thịnh đường, cả con đường phủ đầy cành khô và lá vàng, gió lạnh vần vũ dưới chân, cảnh sắc tiêu điều. Đó là quá khứ mà cậu không thể quay lại, lúc tỉnh lại cậu vẫn chưa hoàn hồn được, quay đầu nhìn sang người đang nằm bên cạnh đứa bé trai nằm ngửa đó mắt mở to hiển nhiên vẫn chưa ngủ lấy một giây nhưng cậu ta rất nhạy bén nhanh chóng nhận ra lâm du thức giấc hỏi cậu sao thế anh muốn khóc không lâm du nghiêng người hỏi nhỏ văn chu nghiêu sững người vài giây không muốn muốn khóc thì khóc đi lâm du cũng không biết mình đang nói chuyện bằng trạng thái người trưởng thành hay là trẻ con nữa cậu nói nếu nhịn ở đây sẽ khó chịu lâm du nói rồi vỗ nhẹ lên ngực sau đó cậu cọ cọ vào gối hơi mơ màng anh khóc đi chắc chắn em không nghe thấy đâu cậu không nhớ được cuối cùng văn chu nghiêu có khóc không có lẽ là không văn chu nghiêu sốt cao sáng sớm lâm du thức dậy thì thấy cậu ta quấn chăn ngồi trên đầu giường mắt đỏ ửng môi khô khốc người thì thẫn thờ dương hoài ngọc bưng một chén thuốc bước vào cửa ngồi bên giường sờ chán văn chu nghiêu rồi cau mày nói nào uống thuốc trước đã văn chu nghiêu ngoan ngoãn nhận lấy đáp lời cảm ơn dì lâm Giọng còn khàn hơn tối qua, mắt Dương Hoài Ngọc đỏ lên ngay, không dám nhắc tới ba mẹ cậu ta, chỉ trách móc lâm bách tòng, hôm qua còn một hai bảo đảm với gì sẽ chăm sóc con tử tế, sốt đến thế này rồi mà chẳng thấy mặt ông ấy đâu. Văn Chu Nghiêu nói, con không sao đâu gì, chú Lâm bận việc bên ngoài, con làm phiền nhà gì quá. Nói cái gì vậy hả, Dương Hoài Ngọc giả vờ trừng mắt, con của gì là con nuôi của ba mẹ con, con cũng không khác gì con của gì hết khi chưa được gả cho lâm bách tòng dương hoài ngọc cũng là một cô gái rất mạnh mẽ mấy năm nay càng lúc càng dễ mềm lòng đặc biệt là từ khi có con không thể chịu nổi khi thấy cảnh chia ly bi kịch sầu bi mà chết cuối đời cô do chính lâm du ban tặng lâm du bây giờ thường không dám hồi tưởng chuyện mình cắt đứt quan hệ rồi rời bỏ gia đình cha bệnh nặng qua đời nữa cứ nghĩ đến là tim lại đau như xé lúc đó cậu chỉ muốn chứng minh mình không sai muốn chứng minh dù có thoát ly nhà họ lâm cậu cũng có thể sống rất tốt sự thật đã chứng minh cậu sai đến bằng nào, cậu kéo gối đặt cạnh chân Văn Chu Nghiêu, gác cầm lên đó nhìn Dương Hoài Ngọc nhõng nhẽo, mẹ, có kẹo không? Dương Hoài Ngọc tức lên xỉa chán cậu, mắng, mới sáng ra đòi ăn kẹo, muốn răng dụng hết hả? Tuy miệng nói vậy nhưng vẫn lấy một viên kẹo sữa trong túi áo ra đưa cậu. Lâm Du nhận lấy lột vỏ thăn thoát rồi nằm yên thế mà với tay lên cho vào miệng Văn Chu Nghiêu. Văn Chu Nghiêu lẫn Dương Hoài Ngọc đều sừng sốt, Lâm Du cười nhìn Văn Chu Nghiêu, hỏi, ngọt không? Văn Chu nghiêu ngẩn người một lúc mới ậm ừ ừ một tiếng. Dương Hoài Ngọc nhìn Lâm Du, rất lâu sau mới nhớ ra phải khen con, hôm nay em bé ngoan quá. Mẹ, Lâm Du lảo đảo đứng lên, bước qua chân Văn Chu nghiêu nhảy vào lòng Dương Hoài Ngọc, đưa hai tay lên ôm cổ cô nhõng nhẽo, hôm nay mẹ mặc đồ cho con. Dương Hoài Ngọc ôm cậu, giả vờ đánh vào lưng cậu, trách mắng, đúng là không khen được mà tự con không biết làm à, còn phải mẹ mặc cho. Thì Dương Hoài Ngọc ôm cậu nhưng mắt vẫn nhìn về phía Văn Chu nghiêu đầy lo lắng. Lâm Du biết cô sợ cảnh tượng mẹ con đầm ấm sẽ khiến Văn Chu Nghiêu nhớ đến chữ Văn Tú mẹ mình, liền nói: "Con còn nhỏ mà, chưa biết mặc." Rồi quay đầu nhào về phía Văn Chu Nghiêu cạnh đó, trong tay Văn Chu Nghiêu còn đang cầm chén thuốc không kịp phòng bị để cậu nhào hẳn vào lòng. Bé con khi đi ngủ chỉ mặc áo ngủ rất mỏng, cơ thể mềm mại móc chặt trong lòng, tóc quẹt chúng cầm cậu ta, còn ngửa đầu nhe hàm răng nhỏ lên, "Vậy anh mặc cho em." văn chu nghiêu chưa kịp phản ứng dương hoài ngọc đã lôi cậu ra đánh cho đứa con hư này anh đang bệnh đừng quậy anh lâm du xoay lại đó thấy chưa cuối cùng vẫn là mẹ mặc cho con thôi ôi phiền chết đi được dương hoài ngọc véo má cậu nhận xét sao giờ con phiền hà thế người con không yêu thì con không thèm làm phiền đâu cái miệng dẻo này ai dạy con dẻo mồm thế hả hửm bẩm sinh đó mẹ lâm du nói không chút ngượng ngùng Khoảng hai ngày sau đó, ban ngày Văn Chu Nghiêu Lê cơ thể chưa hạ sốt liên tục trực trước quan tài cha mẹ, Lâm Du còn kiên nhẫn hơn đại đa số người lớn, đến giờ là nhắc Văn Chu Nghiêu ăn cơm uống thuốc, rảnh rỗi cậu cũng không quấy giày, chỉ yên lặng ngồi một bên. Tối vẫn ngủ ở phòng Lâm Du, một đêm Văn Chu Nghiêu có thể miễn cưỡng ngủ được ba tiếng. Rất nhiều người lớn còn không chịu nổi, Văn Chu Nghiêu gầy rộc đi thấy rõ. Đêm cuối cùng phải canh suốt đêm, không ít người lớn khuyên cậu ta đi ngủ, nhưng Văn Chu Nghiêu chọn cách dùng im lặng để từ chối. Lâm Du cũng không cố ý làm ồn bảo buồn ngủ, Văn Chu Nghiêu ngồi trên chiếc ghế đầu trước cửa, thi thoảng ném một ít tiền giấy vào chậu lửa, Lâm Du hơi buồn ngủ liền kéo ghế của mình lại gần, dựa vào lưng Văn Chu Nghiêu gà gật. Còn thò tay vào túi áo khoác của Văn Chu Nghiêu xoa xoa. Ấm áp nhưng gầy cấn cả tay, lúc sắp ngủ, Văn Chu Nghiêu nhúc nhích vai gọi cậu, buồn ngủ thì tự về ngủ. Không cần, ở đây với anh, Lâm Du ngáp dài, tiếng nói của trẻ con luôn nũng nịu, lại rất ngoan. Văn Chu Nghiêu khựng lại một chốc rồi kéo cậu tới trước mặt, kéo nón liền áo của cậu lên đội kín, còn rút sát dây nón lại, thắt nơ bướm dưới cầm cậu. Lâm Du ngồi yên trước mặt để cậu ta làm, Văn Chu Nghiêu 10 tuổi và Văn Chu Nghiêu 30 tuổi chỉ có vài đường nét tương tự nhau, cậu bé này vẫn chưa lớn lên, ánh mắt không sâu thẳm trầm lặng như sau này, đuôi mắt hơi cụp xuống thành đường cong ôn hòa. Lâm Du nghĩ vài câu để dỗ trẻ con rồi nói, bố mẹ nói chắc chắn ba mẹ nuôi đã biến thành ngôi sao trên trời rồi, ba mẹ sẽ luôn dõi theo anh. Chiếc nón che mất cầm và miệng làm tiếng nói của cậu hơi ồm ồm khó nghe. Ngoài sân loáng thoáng tiếng hàng xóm nói chuyện và đánh bài, Văn Chu Nghiêu ừ một tiếng không cảm xúc gì, thắt dây xong mới nói, lạnh thì dựa sát vào đây, đừng ngồi ngay cửa. Lâm Du nghe ra sự lấy lệ trong tiếng ừ đó, kéo ghế ngồi vào chỗ khuất gió. Cậu rụi chán vào đầu gối Văn Chu Nghiêu, anh ơi! Hửm, cảm ơn, hửm, không có gì, cứ xem như cậu nói mớ đi. Để nói tiếng cảm ơn này với anh của thời thiếu niên. Cậu mơ một giấc mộng dài, mộng như vớt trăng trong gương xem hoa trong xương, cậu quyết định tin lời sư ông, cậu được sáng mát thấy trước cuộc đời hơn 20 năm sau của mình. Chỉ cần người cậu quan tâm còn đây, thậm chí cả người không từng dừng chân lâu trong sinh mệnh của cậu, giờ phút này đều đang ở trước mắt. Sáng sớm hôm sau là ngày hạ táng, chôn trong một nghĩa trang trên ngọn núi phía nam thành phố Kiến Kinh. Tuyết rơi rất dày, chẳng bao lâu đã động thành một lớp dày trên bia mộ văn chu nghiêu bước tới vài bước đưa tay quét sạch tuyết rồi quay đầu nhìn lâm bách tòng đang bế lâm du đi thôi chú lâm lâm bách tòng xoa đầu cậu ta trưởng thành sau một đêm bất quá cũng là thế này thôi trên đường xuống núi lâm bách tòng bế một đứa dắt tay một đứa tuyết nhanh chóng rơi đầy vai chốc chốc lâm du lại đưa tay phủi phủi lâm bách tòng cọ cọ vào gò má nho nhỏ của con trai thấy hoa tuyết động trên hàng mi cong vút của cậu liền thổi đi cho cậu rồi hỏi lạnh không vừa hỏi vừa dừng lại kéo chăn choàng của văn chu nghiêu lên che hết nửa mặt mới đi tiếp không lạnh lâm du nói đúng là điều kiện cơ thể sẽ hạn chế suy nghĩ nói chung là hiện tại lâm du vùi trong lòng bố mình thấy vô cùng yên tâm dễ chịu chân cậu ngắn quá không thích hợp đi đường núi lâm bách tòng dùng dâu cào cậu giấu mặt vào tuyết tan trên mặt bị gió thổi sẽ nứt ra đó đàn ông không sợ nứt ra lâm du nói bây giờ lâm bách tòng đã miễn dịch mới mấy câu nói không phù hợp với độ tuổi thi thoảng lại bật ra từ lâm du rồi chỉ thấy buồn cười chú trêu cậu con mà là đàn ông cái gì con bây giờ nhiều lắm chỉ là con cún con lâm du người bố trong ấn tượng của cậu luôn nghiêm khắc khi còn nhỏ cậu vừa bướng bỉnh vừa nhõng nhẽo gây chuyện là bị đánh kéo mẹ làm nũng chút cũng bị dạy dỗ là trông chẳng ra sao Bây giờ lúc cậu nghịch ngợm phá phách không phải muốn phá thật, lúc hiểu chuyện thì thật sự ngoan quá mức nên đến hiện tại Thi thoảng Lâm Bách Tòng còn trêu ngược lại cậu, như thật sự hy vọng cậu sẽ giống một chú chó con không ngoan thi thoảng lại sủa mình mấy tiếng. Cho nên Lâm Du đại nghịch bất đạo một lần, cậu nói lại, vậy ai sinh ra cún con, con cún to? Lâm Bách Tòng ngạc nhiên, rồi bật cười thành tiếng. Lâm Bách Tòng bây giờ chưa đến 40, cơ thể đỉnh đạc khỏe mạnh, bàn tay dày rộng vững chãi, có thể ôm chặt đứa con trai nhỏ, bị chọc ghẹo cũng chẳng tức giận đường núi vốn khó đi nhiều người đi qua thi thoảng sẽ có bùn sình lâm bách tòng bế lâm du đi qua trước rồi quay lại đón văn chu nghiêu bọn họ đi cuối cùng lâm bách tòng nhìn đoàn người trên con đường núi phía trước đột nhiên hỏi lâm du lâm du bố hỏi con chuyện này con có thích anh không lâm du nghe bố gọi tên mình là biết trong câu này có hàm ý khác chứng minh đây là một chủ đề nghiêm túc cậu gối đầu trên vai bố mình cúi xuống nhìn văn chu nghiêu bên cạnh đáp thích ạ à? lâm bách tòng vậy sau này anh sẽ ở chung với chúng ta luôn con thấy sao lâm bách tòng nói xong cũng để ý thấy cả hai đứa trẻ đều sững lại chú tưởng lâm du không muốn liền hỏi có anh không tốt sao bố thấy mấy hôm nay con cứ bám lấy anh tưởng hai đứa thân nhau lắm chứ trợt văn chu nghiêu lên tiếng cậu ta nói chú lâm lâm bách tòng bóp nhẹ tay cậu ta ngăn lại dịu giọng lát nữa chú sẽ nói với con còn lý do Lâm Du ngẩn người không phải vì thế, mà là cậu nhớ ra dường như trong quá khứ mình cũng từng đối mặt với câu hỏi này. Lúc đó cậu chẳng hiểu gì về khái niệm tử vong, Dương Hoài Ngọc từng cẩn thận dò hỏi cậu muốn có anh không, lúc đó Lâm Du được yêu thương chiều chuộng, nghe nói đến anh em cứ tưởng là bố mẹ định sinh thêm như nhà chú thím, cho nên cậu khóc la không chịu như bản năng, nói không muốn có anh. Bây giờ nhớ lại, khi đó cũng là lúc nhà họ Văn gặp chuyện, đối tượng trong câu hỏi này là Văn Trung Yêu lâm du hỏi nhỏ lâm bách tòng nếu con không đồng ý thì bố mẹ sẽ đưa anh đi à lâm bách tòng không hiểu cách suy nghĩ của con trai lắm nhưng vẫn giải thích không phải vì bên trên muốn thu hồi nhà ba mẹ nuôi của con dù bố nghĩ cách lấy lại thì cũng cần thời gian đương nhiên bố và mẹ con hy vọng anh sẽ ở luôn với chúng ta hơn cho nên mới hỏi ý kiến của con chú lâm văn chu nghiêu lên tiếng trong tay con có tiền sẽ không đến mức không có chỗ ở đâu Đương nhiên chú Lâm biết, Lâm Bách Tòng bóp nhẹ ót cậu ta, hơi bồi hồi, tuy chú Lâm chỉ là thợ thủ công mỹ nghệ, nhưng nuôi thêm con tuyệt đối không thành vấn đề, chú với dì Lâm của con vốn đã bàn bạc sẽ làm thủ tục nhận nuôi con, nhưng tình trạng phía ba con hơi phức tạp nên phải thôi, nhưng dù có tờ giấy chứng minh hay không thì chú dì đều xem con như con ruột. Văn Chu Nghiêu cúi đầu, con biết mà chú Lâm, nhưng Lâm Du không kiên nhẫn thế, vùng vẫy đòi Lâm Bách Tòng thả xuống. Cậu đi đến nắm tay Văn Chu Nghiêu, nhìn cậu ta nói, mình ở chung đi văn chu nghiêu nhìn cậu lâm du em thấy có anh rất tốt đương nhiên em cũng sẽ là em trai tốt kiếp trước duyên với người thân của cậu thật sự quá mỏng cuối cùng trước mộ bia chỉ còn một người không có quan hệ ruột thịt Kiếp này, cậu phải giữ chặt lấy người này, Lâm Bách Tòng thật cạn lời với con mình, chú đi đến ngồi xổm xuống xỉa chán Lâm Du, nói, con ấy hả, đừng có gây chuyện là bố mẹ đã phải cảm tạ trời đất rồi, sau đó mới quay sang nhìn Văn Chu Nghiêu, Tiểu Nghiêu, con cũng thấy rồi, thằng quát con này không để người nhà bớt lo chút nào, nó bệnh một trận suýt chút không cứu lại được, nên lúc đó chú gì mới sang tìm bố mẹ con, chú cũng vì tư lợi, hy vọng con sẽ giúp trông chừng cho nó lớn lên. Dù bây có phải cái cớ để thuyết phục hay không, Lâm Du nhận ra Văn Chu Nghiêu đều không thể từ chối được. Cậu cào cào lòng bàn văn chu nghiêu, cúi đầu không nói gì, chờ cậu ta trả lời. Hoàn toàn không nhận ra mình lúc này đang mím môi, tay chân ngọ nguậy liên tục trông khá là tội nghiệp. Văn Chu Nghiêu im lặng rất lâu, cuối cùng nhìn về phía ba mẹ mình được chôn cất, quay đầu lại đưa tay phủi bông tuyết lại đang vương trên lông mi bé con. Cậu ta nhìn Lâm Bách Tòng, rốt cuộc cũng gật đầu đồng ý, dạ. Các dãy phòng phía Tây và Đông trong tứ hợp viện thường là nơi ở của con cháu, nhỏ hơn chính phòng ở phía Bắc là nơi ở của chủ gia đình. Chương ba nhà họ Lâm sắp tăng nhân khẩu, đây là chuyện lớn. Bà cụ nhà họ Lâm năm nay đã 69, cả đời có bốn đứa con trai hai con gái. Lâm Bách Tòng là anh lớn, tay nghề giỏi nhất, sau khi ông cụ qua đời hiển nhiên tiếp quản gia nghiệp, anh cả luôn rất uy nghiêm, rất được các em trai em gái luôn kính trọng. Con gái đầu đã lấy chồng, còn gà xa nên thi thoảng bà cụ lại nhắc con trai thì ngoài con cả lâm bách tòng và người thứ hai là lâm trường xuân chú ba chú tư đều không có hứng thú với tay nghề gia truyền một người dốc lòng làm ăn một người ra nước ngoài không dính líu chút gì đến sản nghiệp gia đình hiện tại chỉ còn mình cô út lâm mạn xu còn ở cạnh bà cụ hàng cháu trong nhà khá đông nhưng cũng chỉ mình lâm du là đứa duy nhất nắm chặt dao khắc không chịu buông trong lễ bắt miếng trăm ngày tuổi làm bà cụ cười không khép miệng Bà cụ qua đời năm Lâm Du 13 tuổi, lúc đó cậu đang khủng hoảng và hoang mang vì nhận ra xu hướng tính dục của bản thân, bà cụ nằm trên giường bệnh nắm tay cậu nói, trong lứa cháu con là đứa có tài nhất, nhưng khi con còn nhỏ lại lắm bệnh nhiều nạn, nhà họ Lâm không thiếu người, bà nội không yêu cầu con phải chống đỡ gia đình, quá cực khổ cho con, nhưng đừng để lụt nghề, sau này cũng có cái nghề mà nuôi sống bản thân. Cuối cùng Lâm Du vẫn làm trái lời bà, những năm sau đó cậu hoàn toàn vứt bỏ nghề khắc gỗ của gia đình, áo vest dày ra tới lui giữa bàn rượu và bàn làm việc sự nghiệp càng lúc càng lớn nhưng không có đến một ngày được yên dạ nhẹ lòng sau khi cha mẹ qua đời nhà họ lâm cũng phân tán nhà chú hai rời đi chú ba chẳng mấy khi có tin tức nhà chú tư thì dọn hẳn ra nước ngoài nào có được khung cảnh như hiện tại thời gian này bà cụ dẫn cô út đến tô châu thăm bạn đúng lúc bỏ qua chuyện nhà họ văn lâm bách tòng muốn nhận nuôi đứa nhỏ bà cụ nói một tiếng ngày đầu tiên văn chu nghiêu dọn vào là phía chính phòng bắt đầu bận rộn một chiếc bàn dài được ghép từ ba chiếc bàn nhỏ, người ngồi kín cả sân. Lâm Bách Tòng dẫn Văn Chu nghiêu đi một vòng nhận mặt thật sự xem cậu ta là con trai ruột mà giới thiệu. Lâm Du ngồi trên đùi bà nội ăn trứng hấp ngoan đến mức bà cụ ôm không nỡ rời tay. Thím Hai từ tuệ ngồi bên cạnh nhìn hai bà cháu nửa cười nửa không, ghen tị thấy rõ cố ý trêu Lâm Du Tiểu Du bố con sắp thành bố người khác rồi, con không giận à? Lâm Du bỏ muỗng xuống, ngây thơ nhìn qua, vậy chú Hai là bố của Lâm Thước hay Lâm Hạo ạ? À? Từ tuệ bị bé con chặn họng, nhất thời không nói nên lời. Lâm Thước và Lâm Hạo đều là con chú hai, một tám tuổi một sáu tuổi, đều lớn hơn Lâm Du. Hai đứa nhỏ này là hai cây pháo, hoành hành khắp chu vi năm dặm quanh đường thịnh trường, ngày nào cũng trêu chó chọc gà gây chuyện thị phi, hai vợ chồng Lâm Trường Xuân lại chiều con, không nỡ đánh không nỡ mắng, khiến cho chỉ khi gặp bác cả hai đứa con trai này mới có vẻ sợ. Bà cụ nhìn từ tuệ không hài lòng, con đã bao nhiêu tuổi rồi còn trêu nó, sau này đừng có nói mấy câu kiểu như thế nữa, mà con trai nhà họ Văn đã đáng thương lắm rồi, lỡ nó nghe được thì nó sẽ nghĩ sao? Ây da, con nói đùa ấy mà, từ tuệ cười xấu hổ, Dương Hoài Ngọc đang xếp chén đũa phía đối diện nghe thấy liền nói với bà cụ, mẹ, miệng từ tuệ thế thôi, em ấy không cố ý đây. Chị dâu hiểu em quá, từ tuệ thấy có đường lui lập tức xuôi theo. Lâm Du đang tập trung đối phó với đồ ăn trong chén, không xen vào chuyện của người lớn. Tuy bà cụ có bốn người con trai nhưng trước mắt chỉ có hai đứa con dâu Dương Hoài Ngọc với Từ Tuệ, chú Ba Lâm chính quân tới nay vẫn chưa có ý định kết hôn, chú Tư Lâm Hải sinh thì lấy vợ sớm, nhưng cô vợ là người Mỹ, con cái tới tuổi yêu sớm rồi bà cụ vẫn chưa gặp mặt được mấy lần, khiến bà vẫn thường trách móc chú Tư. Thấy quan hệ chị em bạn dâu trong nhà không gay gắt như nhiều nhà khác, trên thực tế bà cụ rất mừng trong lòng. Con người Từ Tuệ chỉ hơi nhỏ mọn, ngoài ra không có thói xấu nào nghiêm trọng. Đang nói chuyện thì đứa con lớn Lâm Thước nhà chú hai chạy ào tới trước mặt Lâm Du đưa tay giành chén của cậu, miệng la hét, con cũng muốn ăn, con cũng muốn ăn. Ăn gì mà ăn, cô út Lâm Mạn Xu vừa đi đến, giữ viên pháo ấy lại, lên tiếng, Lâm Du sức khỏe yếu mới được ăn trứng hấp, hôm qua con mới dẫn Lâm Hạo đi đập cửa sổ kính nhà hàng xóm xong, giờ còn mặt mũi xin ăn cơ à. Cô út thiên vị, cô út thiên vị, Lâm Thước la hét rồi lại định lăn ra đất, làm em trai Lâm Hạo của nó cũng dẫy trong lòng mẹ đòi ăn. Lâm Mạn Su suýt chút không giữ được cánh tay Lâm Thước. Từ tuệ không được vui, nói với Lâm Mạn Su, Mạn Su, dù sao em cũng là cô, trẻ con nó biết gì đâu, nó muốn ăn thôi mà. Lâm Mạn Su bị Lâm Thước dẫy không buông tay ra được, lại bị chị dâu nói nên mặt hơi đỏ lên. Năm nay cô út cũng mới 20, còn chưa tốt nghiệp đại học, tính vui vẻ hay đùa giỡn, cũng thật lòng thương yêu con cháu trong nhà. Không ai ngờ được Lâm Du lại đột nhiên bùng nổ, cậu ngồi trong lòng bà cụ dơ chân đá vào vai Lâm Thước đang đòi lăn lộn ăn vạ trên sàn. Tuy trẻ con không mạnh nhưng cậu đá rất thẳng chân. Lần này Lâm Thước ngồi bệt xuống đất thật ngay sau đó là tiếng khóc kinh thiên động địa. Không được khóc, Lâm Du quát lớn, không chỉ Lâm Thước nghẹn lại, mọi người lớn xung quanh, bao gồm cả từ tuệ đang định đứng lên kéo con trai cũng sững sờ tại chỗ, nhưng cuối cùng vẫn thấy sót con hơn, thím hai chừng Lâm Du nói, tiểu Du, dù sao Lâm Thước cũng là anh con, con không muốn nhường anh ăn thì thôi, sao con đá anh? Lâm Thước thấy có người lớn che chở liền gào lên khóc la inh ỏi. Ngọn lửa giận vô danh trong lòng Lâm Du bỗng nhiên bùng cháy, nóng đến mức cậu cảm thấy đáy mắt mình cũng bắt đầu đỏ lên bằng tốc độ mà không một người lớn nào kịp phản ứng cậu nhảy khỏi lòng bàn nội nhào về phía lâm thước đang lăn lộn trên đất cậu không lớn và béo được như lâm thước 8 tuổi nhưng cũng đã đánh đấm loạn xạ với thắng lợi mang tính áp đảo đánh cho lâm thước đờ người ra ban đầu còn khóc bị uy hiếp vài lần thì không dám khóc nữa mặt mũi đỏ bừng toàn bộ người lớn chạy đến can ngăn thật ra chủ yếu là kéo lâm du ra khỏi lâm thước lâm du đánh thật sự mạnh tay cậu biết lúc này mình trông như kẻ điên vậy nhưng cậu không sao khiến cảm xúc trong lòng dịu xuống được vì cậu nhớ kết thúc cuối cùng của người anh họ này là vào tù vì tội cố ý gây thương tích làm chết người tự hủy hoại cả một đời lâm du cũng nhớ khi còn nhỏ đã cùng học nghề lâm thước lớn hơn cậu nhiều kinh nghiệm hơn cậu ít nhất năng lực hơn xa lâm hạo nếu không bị vợ chồng chú hay nuông chiều quá độ từ nhỏ chỉ cần để ý dẫn dắt với sự thông minh của lâm thước ít nhất sẽ không xa chân vào bùn lầy nhà họ lâm cũng không suy kiệt đến mức ấy lúc này trong lòng lâm du đa phần là cảm giác bực tức vì luyện mãi mà sắt không thành thép cũng như sự tiếc hận đối với bản thân vô năng bất lực trong quá khứ quá khứ là một cú tát vang dội đánh cho lâm du tỉnh ra sự phẫn nộ không cam lòng của cậu thay vì bảo là hướng vào lâm thước chẳng bằng nói là hướng vào chính mình Cuối cùng Lâm Du bị Lâm Bách Tòng chạy vội tới bế lên. Không quậy nữa, Lâm Bách Tòng nổi giận là không ai dám lên tiếng nữa. Chú thả Lâm Du xuống đất rồi hỏi, tại sao đánh anh? Lâm Du rất muốn nói mấy đứa nhóc hư như Lâm Thước không đánh một trận hết hồn ma ra hồn người thì 5 phút sau là chứng nào tật nấy. Lâm Du mím môi, nhìn thẳng vào cha mình, gia quy nhà họ Lâm, đối nhân xử thế, gia đình hòa thuận là quan trọng nhất, đối xử với người khác bằng ngay thẳng chân thành, tích được núi tiền, chẳng bằng giữ được nghề mọn. Đây là lời ông cụ bắt đám trẻ đào đầu học thuộc khi còn sống. Lâm Bách Tòng nhìn cậu không nói gì, Lâm Du quay lại bàn bưng chén trứng hấp lên, rồi đi tới trước mặt Lâm Thước, đưa cho cậu nhóc nói, nếu anh muốn ăn có thể nói, nhưng không được dành, càng không được ý có thím hai thương nên ăn vạ. Đây không phải lời một đứa trẻ 5 tuổi nên nói với một đứa trẻ 8 tuổi, cậu có thể lấy lý do là không muốn cho, hoặc cố ý gây chuyện cũng được, nhưng Lâm Du không muốn che giấu bản thân quá mức để thật sự làm một đứa trẻ con không biết gì. Người được mời đến ăn tiệc hôm nay không chỉ là người trong nhà, có cả thân thích với hàng xóm xung quanh. Cho nên ấn tượng từ sự việc này cho mọi người là chứng thực câu nghe nói con trai nhỏ nhà họ Lâm cực kỳ thông minh, xem ra là thật không ai cảm thấy kỳ lạ. Ngược lại Lâm Thước bị đánh một trận xong giờ hơi sợ cậu, Trần Trừ không dám nhận, quay đầu tìm Từ Tuệ. Từ Tuệ thấy ông chồng Lâm Trường Xuân của mình đứng được một bên như người câm cũng không tiện nói gì. Lâm Thước không nhận được chỉ dẫn, cuối cùng vẫn đưa tay nhận nhưng lâm du không buông ra anh phải nói gì với em gì nữa lâm thước lại sắp khóc khịt mũi một cái lâm du nói cảm ơn em cảm ơn từ tuệ nhìn đứa con ngốc nhà mình tức thở không ra hơi mắt đảo trợn trắng lên còn lâm bách tòng thấy lâm du hành động như thế thì đi đến xoa đầu cậu trông rất vui mừng chú nói tuy đánh nhau với anh em là sai nhưng con có ý tốt con trai của lâm bách tòng thì phải như thế nói rồi vẫy tay ra sau lưng chu nghiêu qua đây con Đến lúc này Văn Chu Nghiêu vẫn đứng ngoài đám đông mới chậm rãi tiến đến. Cậu ta vốn là nhân vật chính của hôm nay, chiều cao đã đến ngang eo Lâm Bách Tòng, khác với người nhà họ Lâm, người nhà họ Văn luôn có sự trầm tĩnh đặc hữu, nhưng không phải dạng nhã nhặn mà là kiểu trầm lặng bẩm sinh trong tính cách. Để Văn Chu Nghiêu đứng giữa người nhà họ Lâm được ngâm tẩm trong kỹ nghệ truyền thống lâu năm, nhìn biết ngay là không phải cùng một dạng người. Lâm Bách Tòng kéo cậu ta đến gần, nói với mấy đứa nhỏ, trong các anh chị em các con, ngoài chị Triệu Dĩnh Tình nhà cô năm ra thì Trung yêu lớn nhất trong các anh em, bắt đầu từ hôm nay, Trung yêu xếp trên cùng, mấy đứa phải gọi là anh cả. Lời này khiến cả gia tộc sừng sốt, vì tất cả những người họ Lâm đều hiểu ý nghĩa của nó là gì. Nuôi một đứa nhỏ thì không đáng gì, dù sao tiền cũng lấy ra từ túi riêng của nhà anh cả Lâm Bách Tòng, nhưng xếp vào hàng ngũ con cháu tương đương với được vào gia phả, ý nghĩa hoàn toàn khác. Lâm Bách Tòng nhìn quanh một lượt, lại lên tiếng, tôi biết mọi người đang nghĩ gì, xin đừng nghĩ nhiều, kỹ nghệ của nhà họ Lâm không truyền ra ngoài, cả đời này Chu Nghiêu chỉ mang họ văn, bữa cơm hôm nay xem như tôi đã nhận đứa con trai này, nó có con đường riêng của mình, mọi người không cần phải lo việc thừa thải. Sắc mặt người xung quanh thay đổi hẳn, có lẽ chỉ mình Lâm du hiểu được ý cha mình. Một năm trước khi cậu bỏ nhà đi lúc 16 tuổi, Văn Chu Nghiêu đã rời khỏi kiến kinh từ sớm, nghe nói có liên quan đến phía cha cậu ta, lâm du nghĩ chắc chắc cha mình biết gì đó nhưng cậu không thể hỏi được cậu chỉ kéo kéo vạt áo văn chu nghiêu ngước mắt nhìn cậu ta hỏi anh muốn học không học gì hiển nhiên cậu ta chưa hiểu ý học nghề không học văn chu nghiêu nhìn ra sân chú lâm thử rồi anh không hợp với nghề này lâm du cậu bỗng có cảm giác giờ khóc giờ cười thì ra ông chủ lâm không hài lòng với tay nghề của người ta vì tuy nói nhà họ lâm không truyền nghề ra ngoài nhưng nhận đồ đệ thì cũng thế thôi mà lâm du cúi đầu nhìn bàn tay văn chu nghiêu buông thõng bên người cũng phải đúng theo lẽ thường thì tương lai đôi bàn tay này sẽ cầm dao cầm súng chứ không phải trốn trong phòng trạm rồng khắc hoa làm bạn với cây gỗ mảnh đất kiến kinh này không thể giữ chân văn chu nghiêu lâm du lại kéo áo người ta thấy văn chu nghiêu cúi đầu mới nói anh không cần lo gì hết nhà họ lâm có em rồi văn chu nghiêu nhìn cục bột bên cạnh sao cơ để em nuôi anh nha Lâm Du bất ngờ tít mắt cười với người ta, thành công làm ông cụ non văn chu nghiêu sừng sốt, nhận được phản ứng đúng như dự đoán, Lâm Du cười tê hơn. Cũng ngay lúc đó, đột nhiên cậu bị véo má, ái, đau, cậu vội thỏ thẻ xin tha. Kết quả là má còn lại cũng gặp nạn, Lâm Du có thể tưởng tượng ra cái vẻ ngốc nghếch của mình lúc này, tự thấy mất mặt chết đi được, một giây sau, bầu má phúng phính được hai bàn tay ôm lấy, còn được xoa xoa cho. Tiếng Lâm bách tòng vang lên sau lưng, Chu Nghiêu, sao thế? không có gì đâu chú, Văn Chu Nghiêu bình thản nói, Tiểu Du nói mặt em ấy bị gió thổi đỏ hết rồi. Lâm Bách Tòng, yếu ớt, Lâm Hạo vẫn đang được bế hô hào, yếu ớt, Lâm Du yếu ớt. Lâm Du thật muốn hộc máu, ngẩng đầu nhìn Văn Chu Nghiêu, lần đầu tiên thấy nụ cười ánh lên trong mắt cậu ta. Như lớp băng lạnh lẽo bao phủ những tháng ngày dòng rã gần 20 năm nay bỗng dạn nứt, khiến cậu trộm thấy được nét tính cách non trẻ còn sót lại trong xương tủy trong thời niên thiếu của người đàn ông trưởng thành ấy bước qua nỗi bi thương mất đi cha mẹ, bắt đầu sống động hẳn lên. Nghi thức cho trẻ mới sinh bốc đồ vật để dự đoán nghề nghiệp tương lai của bé, Việt Nam thường chọn tổ chức vào thôi nôi, Trung Quốc lại thường tổ chức khi trẻ tròn 100 ngày tuổi. Chương 4 Vì Văn Chu Nghiêu đến nên vợ chồng Lâm Bách Tòng định sẽ cho hai đứa con trai riêng một dãy phòng, phòng hai đứa sát nhau, ngoài sân có mấy lu nước lớn, còn đặc biệt trồng hai cây non, nói là để chúng nó lớn lên cùng hai người. Ngày đầu tiên dọn vào, Lâm Du nằm trên giường mãi vẫn chưa ngủ, rồi cậu nghĩ đến văn chu nghiêu ở cách vách lắng tai nghe thử thì thấy hình như có tiếng nói chuyện ngoài sân tiếng nói chuyện lâm du nhảy phốc dậy ngay kiến kinh mà vào đông là tuyết dày cả mét rét bút xương lâm du mở cửa ra thì thấy trong góc sân có một chậu lửa chú phú đang cầm kìm gắp đảo than trong chậu văn chu nghiêu đang ngồi xổm bên cạnh khoác áo bông màu xanh quân đội của chú phú khuôn mặt được ánh lửa phủ một vầng sáng vàng ấm áp tuổi của thầy Phú còn lớn hơn cả các anh em Lâm Bách Tòng, chú vẫn giữ vài thói quen từ khi còn theo ông cụ, chẳng hạn như vô cùng cung kính với bà cụ, cảm thấy bọn trẻ đều là chủ nhân tôn quý, chẳng hạn như không thích thiết bị sưởi ấm hiện đại, đông tới vẫn quen dùng lửa than để giữ ấm. Chú Phú, hai người làm gì vậy, Lâm Du hỏi, chú Phú ngẩng lên thấy cậu liền vẫy tay gọi cậu qua, bố con mới nhập một lô gỗ xưa từ miền Nam lên, sẽ đi nhập hàng suốt đêm, mẹ con không yên lòng nên cũng đi theo, sợ hai đứa mới dọn sang đây chưa quen chỗ nên chú tới xem thử nói rồi ôm lấy Lâm Du đang xà tới, hỏi, sao vậy, không quen chỗ thật à? Quen à, Lâm Du nói, phòng của cậu được rời nguyên si cách trang hoàng bày trí sang, thật ra không khác gì mấy. Chú Phú nắm tay cậu đưa tới gần chậu than hơn, chỉ văn chu nghiêu nói với cậu, anh con thì không ngủ được thật lúc chú đến anh đang ngồi trong phòng. Lâm Du nhìn sang người vẫn lặng thinh bên cạnh, anh ấy ngủ không ngon, Lâm Du nói. Văn Chu Nghiêu rời mắt khỏi chậu than, nhìn về cậu lâm du em biết hết trước đây lúc chúng ta ngủ chung cả đêm anh chẳng ngủ được bao nhiêu không buồn ngủ mà thôi văn chu nghiêu lên tiếng lâm du thầm nghĩ anh lừa ai đấy hả vừa ngủ là gặp ác mộng giật mình rồi mở mắt tới sáng cậu cũng đoán được nguyên nhân đại khái vừa trải qua một biến cố lớn như vậy hiện giờ lại bước vào một hoàn cảnh đông người như nhà họ lâm là cậu cậu cũng khó ngủ chú phú lo lắng nhìn văn chu nghiêu rồi nói vẫn ngủ không ngon à sao con không nói không phải chuyện nhỏ đâu con còn nhỏ như vậy cơ thể sẽ không chịu nổi văn chu nghiêu không sao chắc mấy hôm nữa là hết thôi ạ à. chú phú chú có thuốc không lâm du quay sang hỏi chú phú trầm ngâm chốc lát rồi nói, ngủ không ngon không thể uống thuốc lung tung được, huống chi anh cả con còn nhỏ mà, nhưng mà lúc trước bà nội con có tìm được một vị thầy thuốc trung y chữa bệnh đau nửa đầu, ông ấy giỏi lắm, ngày mai chú đi hỏi xem bốc ít thuốc về dưỡng lại được không? Lâm Du đang muốn đúng phương pháp này, ấn đường văn chu nghiêu khi trưởng thành lúc nào trông cũng ưu tư nặng nề, không giống người ngủ ngon giấc chút nào. Nếu nguyên nhân bắt đầu từ lúc này thì dù không chữa được trong 2-3 tháng, Lâm Du không tin bỏ ra 2-3 năm cũng không chữa được chú phú thấy gió lớn liền giục cả hai được rồi muộn lắm rồi mau đi ngủ thôi lâm du đứng lên ngay chạy bình bịch theo sau mông văn chu nghiêu tới cửa văn chu nghiêu dừng chân quay lại nhìn cậu lâm du vỗ cậu ta đi thôi anh làm gì vậy đây là phòng của anh văn chu nghiêu nói em biết em ngủ với anh văn chu nghiêu đứng sừng sững tại chỗ nói rằng không cần đâu Lâm Du nào có buồn nghe nhiều như thế, cậu lách vào từ khoảng trống bên cạnh, không nhìn đông ngó tây gì mà lùi thẳng tới giường, đạp giày ra, lên giường, đắp chăn, lúc Văn Chu Nghiêu vào thì cậu đã nằm ngoan như cún rồi. Chiếc chăn này mới, có mùi rất dễ chịu, Lâm Du kéo chăn che nửa mặt nói với Văn Chu Nghiêu đang đứng bên giường, được rồi, em thừa nhận đổi chỗ mới nên em sợ. Văn Chu Nghiêu nhìn cậu một lúc có vẻ tin, cậu ta cởi giày im lặng lên giường nằm xuống. Lâm Du tự giác nhích vào trong, nửa đêm Lâm Du lại bị tiếng thở dồn dập làm thức giấc, cậu bò dậy nhìn người nằm cạnh, hiển nhiên Văn Chu Nghiêu đang nằm mơ, chân mày cau chặt, hai tay nắm chặt chăn, tóc ướt đẫm vì mồ hôi. Lâm Du cũng không biết phải xử lý tình huống này thế nào nữa, cậu thử gọi cậu ta dậy. Anh, anh, Văn Chu Nghiêu, anh dậy đi, Lâm Du lắc cánh tay cậu ta. Không ngờ ngay giây sau đó cậu bị hất mạnh ra, bây giờ cậu nặng chưa tới 20kg, bị đẩy mạnh như thế làm cả người lật nhào ra sau, đầu đụng cốp vào thanh gỗ đúng là quả báo mà lâm du nghĩ cậu vừa đá người ta một cái là bị anh mình cho một cục u tiếng lâm du đập đầu vào thanh gỗ cuối cùng cũng làm văn chu nghiêu tỉnh giấc cậu ta ngồi trên giường nhìn nhìn lâm du mới lật nghiêng qua chưa bò dậy được hoang mang không nắm được tình hình đầu lâm du hơi đau đau cậu đưa tay sờ ôi có u lên thật này lâm du nhìn văn chu nghiêu hỏi cậu ta anh sao vậy còn đánh em nữa Hiện tại cậu đang trong dạng bé sữa, không cần phải cố ý giả vờ, chỉ cần xoa đầu nhìn người khác chăm chú là đã trông tuổi thân lắm rồi, rõ ràng bị làm đau mà vẫn cố nhịn không khóc. Đến đây Văn Chu Nghiêu mới phản ứng lại được, qua đây, cậu ta gọi. Lâm Du Lan về lại, đụng vào ngực Văn Chu Nghiêu, cậu hỏi, anh lại gặp ác mộng à, anh mơ thấy gì thế? Văn Chu Nghiêu kéo chăn đắp lên cho cậu, đưa tay xoa ót cho cậu, hỏi, ở đây à? ừm tiếng lâm du bị ngộp trong lớp áo ngủ trước ngực cậu ta cậu nói hơi đau anh xoa cho em đi văn chu nghiêu chầm chậm xoa đầu cho cậu thật lâm du anh chưa nói anh mơ thấy gì quên rồi không thể nào quên thật rồi văn chu nghiêu hồi còn nhỏ mà đã khó dụ thế này rồi lâm du nghĩ nhưng Lâm Du cũng đoán được bảy tám phần thứ gì đã ám ảnh cậu ta mãi không xua đi được trong mơ, dù sao bản thân cậu cũng là người bị ác mộng đeo bám dai dẳng, chỉ có thể nói rằng trong cơ thể cậu là linh hồn của một người trưởng thành, dù cậu nỗ lực thích ứng với bản thân của hiện tại đến mấy, đều không thể thay đổi được những ký ức đã khắc sâu trong đầu. Không một ngày nào cậu không phải sống trong cảm giác khủng hoảng, chỉ là cậu giỏi che giấu hơn Văn Chu Nghiêu vẫn còn là trẻ con thôi. Lâm Du cũng không miễn cưỡng, cậu vòng tay nắm lấy bàn tay Văn Chu Nghiêu đang xoa đầu cho mình rồi nằm xuống nói: "Được rồi, vậy anh nắm tay em ngủ, mẹ em nói lúc em bệnh cứ hay khóc trong mơ, mẹ em nắm tay em thế này, rồi gọi tên em em sẽ thức dậy, nếu anh sợ cứ gọi em." Văn Chu Nghiêu ừ một tiếng, lần này cậu ta không tránh đi. Đêm hôm ấy trôi qua yên bình, ngủ một giấc đến sáng. Lúc Lâm Du dậy Văn Chu Nghiêu đã không còn trên giường buổi sớm mai sương giá hãy còn đọng trên mái hiên, hai chiếc lu nước to trong sân cũng đóng một lớp băng dày. Trẻ con trong nhà họ Lâm đều phải làm bài tập buổi sáng, dù là trời đông rét mướt hay ngày hè oi nực đều phải dậy rất sớm để học các kỹ thuật điêu khắc cơ bản với Lâm Bách Tòng hoặc chú Phú. Lâm Du vừa qua cơn bạo bệnh nên Lâm Bách Tòng chưa vội bắt cậu dậy sớm. Hôm nay vừa bước vào nhà ăn là Lâm Du ngửi thấy mùi thuốc trung y quen thuộc. Tới cửa nhà bếp thì cậu thấy Dương Hoài Ngọc mẹ mình, thấy cả ấm sắc thuốc bằng gốm đang sôi ùng ục trên lò nhỏ, cậu hỏi: "Mẹ, thuốc này sắc cho anh cả sao?" Nói rồi định đến gần xem thử, "Đúng rồi, chú Phú của con đi lấy về từ sáng sớm đó." Dương Hoài Ngọc vừa nói vừa quay lại, thấy động tác của cậu thì giật mình chạy đến bế bồng cậu lên, nói: "Mới định làm gì vậy, nóng lắm đó." "Mẹ, giờ Lâm Du đã buông xuôi với thái độ lo lắng quá mức của người nhà, cậu nói: "Con biết nóng mà con cũng đâu định đụng vào." sau này tránh xa ra một chút dương hoài ngọc hoảng hồn lùa cậu ra khỏi bếp xua đuổi đi đi ra sân trước tìm bố con đi mới sáng ra mẹ đã nghe tiếng bọn lâm thước kêu đau vì bị đánh tay rồi hôm nay con không phải học sớm thì đi hóng chuyện đi lâm du đành phải ra sân trước hiện tại sân trước đang đông vui lắm văn chu nghiêu đang luyện thái cực với chú phú trên sân cỏ lâm du đứng cạnh cửa xem một hồi phát hiện văn chu nghiêu đánh cũng đâu ra đó lắm chú phú cũng có vẻ hài lòng đánh hết một bài còn vỗ vai khen cậu ta mấy câu hai anh em lâm thước và lâm hạo đứng trên bậc thang đá trong sân trời rét buốt làm nước mũi cả hai chảy ròng ròng mà còn không dám lau cùng chìa hai bàn tay bị đánh đỏ ra nhìn lâm bách tòng đang đứng chắp tay sau lưng trước mặt nói bác cả bọn con không dám lười biếng nữa đâu lâm bách tòng vẫn không tha nghiêm khắc nói còn ba cái nữa đánh xong rồi tính lâm du đứng đó xem rất lâu rất lâu gần đến cuối năm rồi lâm bách tòng làm xong lô hàng hiện tại cũng sẽ dừng lại nghỉ ngơi chờ qua năm mới nhận đơn tiếp mấy ngày tới nhà họ lâm sẽ đón rất nhiều khách tụ họp lại với nhau nghĩa là năm mới sắp đến rồi lâm du đột ngột bị ai đó bế lên từ phía sau thời tiết này mà cô út lâm mạn xu còn mặc áo lông chồn mang giày cao gót trang điểm tỉ mỉ cô bế cậu lên rồi nói em bé trốn ở đây một mình nhìn gì đó Xem lâm thước với lâm hạo bị đòn, lâm mạn su cười khanh khách, đánh nhau xong còn thù dai à. Đâu có, lâm du phủ nhận, cậu nhìn lâm mạn su của hiện tại, thật sự không dám tưởng tượng cô út xinh đẹp lộng lẫy này của cậu, sau này sẽ vì gặp phải một tên đàn ông mà trải qua cả một chuỗi ngày tháng đen tối mang thai trước hôn nhân, cưới xong chồng lại ngoại tình, trong vòng 10 năm ngắn ngủi đã bị dày vò đến đánh mất hoàn toàn sự hào hoa phong nhã này lâm mạn su nói cả đám con trai đó có gì hay mà xem đi cô út dẫn con tới phòng bà nội cô biết bà mới được bạn tặng một hộp bánh của bát bảo trai dẫn con đi ăn bánh trái của bát bảo trai nức tiếng khắp kiến kinh thường ngày muốn ăn cũng không được lâm du đáp dạ không chừa cho bọn họ cái nào đúng không chừa cho ai hết ngày tháng hiện tại đẹp biết chừng nào đẹp đến độ lâm du chỉ muốn khung cảnh dừng lại thời gian ngừng trôi nhưng rất nhiều thứ đang chờ đợi cậu phía trước lâm du biết rõ bản thân mình là ai cũng biết mình phải làm gì tối hôm ấy một hộp bánh xuất hiện trên bàn trong phòng văn chu nghiêu giấy gói màu xanh lá nhạt được vẽ trang trí bằng tay nhìn biết ngay không phải của rẻ lâm du muốn dỗ trẻ nhưng cuối cùng bánh vẫn vào bụng cậu hết còn ngồi trên giường của văn chu nghiêu mà ăn làm vụn bánh rớt đầy giường lý do là văn chu nghiêu không thích ăn đồ ngọt ngoài ra cậu lại bị văn chu nghiêu hất ra còn bị hất bay thẳng xuống giường, Trương năm sang xuân là Lâm Du phải bắt đầu đến trường, Văn Chu Nghiêu vào thẳng lớp cuối cấp, cậu ta không cần phải làm bài tập buổi sáng như anh em nhà họ Văn nhưng cũng rời giường dậy từ rất sớm. Những tố chất hơn người của Lâm Du dần lộ ra, chẳng hạn như cậu bớt dần trạng thái cực kỳ nhõng nhẽo với người nhà, ai bế cũng ườn ra trong lòng người đó làm nũng, không chịu làm gì thì khóc nhẹ, thích được dỗ dành của thời điểm vừa khỏi bệnh. Thật ra hiện tại cũng còn thế, nhưng vẫn có điểm khác cậu sẽ rất cần cù dạng ép mình cặm cụi khắc khổ trong vô thức cậu có thể trốn trong phòng làm việc của lâm bách tòng suốt cả ngày làn da mỏng manh của trẻ con chẳng mấy đã bị các loại công cụ dao khắc cạ rách ra chảy máu lần nào dương hoài ngọc thấy cũng mắng lâm bách tòng quá nhẫn tâm nhưng khi tư chất nổi trội ấy được cộng thêm sự chăm chỉ trình độ tay nghề sẽ tăng tiến rất nhanh dù bị vợ mắng lâm bách tòng vẫn cười rất vui mừng được con trai của lâm bách tòng ta được sinh ra để điêu khắc gỗ Thành tích học tập ở trường của Lâm Du thì luôn bình bình, không cao không thấp. Cậu không phải thiên tài có ai IQ siêu cao gì đó, càng không muốn ỉ mình lớn tuổi mà vơ lấy cái danh thần đồng, cho nên cậu cố ý khống chế để đi từng bước một trên con đường thích hợp với lứa tuổi này. Mùa hè năm ấy, Văn Chu Nghiêu Cao vọt lên thấy rõ. Lâm Du vẫn là bé con nấm lùn, bỏ đi lớp vỏ béo núc ních của cả mùa đông, bé cánh cụt hoàn toàn biến thành viên trôi nước, làn da trắng sữa vì trốn trong phòng suốt thời gian dài nhìn là muốn cắn một miếng. Chiều hôm ấy mặt trời vừa xuống núi, trên con đường cách đường thịnh trường hai ngã tư có đánh nhau. Một toán hoắt con co giò chạy như chó hoang, cặp sách trong tay bị tung vút lên cao, có cái không kéo dây kín nên sách vở rớt lung tung khắp nơi. Một toán khác đuổi theo sau lưng chúng nó, toán phía sau trông lớn hơn nhóm phía trước, vừa đuổi vừa hét, mấy thằng phía trước, mấy đứa mày mà không đứng lại nữa là chết chắc, có nghe không? Thế là khi Lâm Du đeo cặp sách về nhà thì thấy cảnh như sau hai anh em lâm thước lâm hạo và mấy đứa nhỏ khác con nhà hàng xóm trên đường thịnh trường bị nhốt vào góc tường đứa nào trông cũng ngu si bị một đám người đẩy qua đẩy lại mà vừa khéo ngày hôm ấy lâm du không về cùng văn chu nghiêu lớp cuối cấp phải học thêm nên lâm du về trước mấy đứa nhỏ lớn hơn trong góc tường vẫn đang cười cợt chạy đi sao mày không chạy nữa lâm thước mày tưởng mày ngầu lắm mà nghe nói nhà họ lâm của mày giàu lắm hả cho các anh chút coi hôm nay thôi không đánh bọn mày nhá đúng đúng, xem như biếu tặng các anh mày đi, đang làm ẩm ĩ thì cả bọn nghe thấy ai đó nói, tiền của nhà họ Lâm, sẽ cho ăn mày bên lề đường, cho người nghèo bị bệnh, nhưng bảo cho đám côn đồ từ nhỏ đã học hư như mấy người thì đúng là nằm mơ. Lâm Du không lạ gì đám nhóc này nữa, gần đây có một trường cấp 2 hạng thấp, đám L yêu manh con này cơ bản đều xuất thân từ đó. Dù sao thì nguyên do đời trước Lâm Thước Triệt để xa chân vào đầm lầy cũng có liên quan trực tiếp với việc về sau chơi cùng đám người này. Nam sinh cầm đầu để kiểu tóc dập xù thịnh hành nhất thời đó, tóc mái dài che hết một con mắt xuống tận cầm, để Lâm Du đã từng lăn lộn trong những ngày tháng tân tiến nhất của thế kỷ 21 nhìn thấy đúng là quá tàn ác với đôi mắt cậu. Ai đây, thấy có người lên tiếng, tên cầm đầu nhìn sang Lâm Du. Thấy rõ người đang đứng cách đó vài mét thì cả đám cười hô hố lên hết sức lố lăng, có người hỏi, nhóc con, mày rứt sữa chưa thế? chưa đâu lâm du bước tới vài bước tôi uống sữa mà lớn còn biết cướp tiền là phạm pháp cục cảnh sát chỉ cách chỗ này một con đường tôi đã bảo bạn đi gọi cảnh sát rồi dù sao cũng còn nhỏ nghe tới cảnh sát là đứa nào cũng e dè và sợ sệt có đứa nói nhỏ với đứa cầm đầu anh toàn hay hôm nay thôi vậy mấy thằng này không trốn được đâu hôm khác tính sổ chúng nó lúc bọn chúng bàn bạc với nhau lâm du giã chạy đến cạnh hai anh em kia lâm thước liếc mắt nhìn cậu em tới đây chi ai bảo em nhiều chuyện anh tưởng em muốn chắc lâm du đảo mắt lườm cậu chàng nói nhỏ vụ gọi cảnh sát là bịa đó lát nữa em bảo chạy là chạy nghe không ai thèm nghe lời em lâm thước phì mũi hừ một tiếng lâm du nhìn khuôn mặt lì lợm bị rách cằm của cậu chàng nếu có thể cậu thật sự rất muốn tát vào ót lâm thước một cái nhờ sống lại một lần cậu mới phát hiện thì ra từ khi còn nhỏ ông anh họ này đã rất chướng tính có lẽ do ảnh hưởng thì chú thím hai, nên luôn nghĩ át hẳn tay nghề của mình hơn cậu một bậc, nhưng trong nửa năm nay, sự tiến bộ của Lâm Du có thể thấy được bằng mắt thường, thậm chí khả năng thiên phú còn nổi tiếng trong toàn giới. Khiến cho gần đây Lâm Thước thấy cậu là cứ lườm nguyết nhát gừng. Lâm Hạo thì nhát hơn Lâm Thước, đưa tay kéo kéo ba lô của Lâm Thước nhan nhó nói, chúng ta nghe lời tiểu du đi anh, em không muốn bị đánh. Lúc này thì lại chịu gọi cậu là Tiểu Du, Lâm Thước còn chưa kịp đồng ý thì bọn họ đã khiến mấy tên lưu manh con kia chú ý, một đứa gầy như cây xào mặt dỗ chẳng chịt chỉ vào lâm du hô to, anh Toàn chắc chắn thằng ôn này nói dối, từ nãy em đã phát hiện, nó đi có một mình, bảo ai đến cục cảnh sát được chứ. Đại ca đầu sư tử quay lại, nghiến răng nhìn lâm du, thằng quát mày dám lừa ông à. Rồi túm lấy cổ áo lâm du suýt chút nhấc bổng cậu lên. Lâm du ngoái đầu cắn phập vào cánh tay nó, tranh thủ lúc nó thét lên liền cởi ba lô xuống ném vào mặt nó, hô to với những người khác chạy. Lúc này Lâm Thước không đấu võ mồm với cậu nữa, trông có vẻ trần trừ như định đến cứu cậu. Lâm Du, về gọi người tới, đến đây Lâm Thước mới nghiêm túc nhìn cậu rồi dẫn cả đám xài chân chạy đi. Trong tình huống này Lâm Du hoàn toàn không có khả năng thoát được, một giây sau cậu bị ném bay ra, may mà cậu có kinh nghiệm, biết cuộn người lại nên không đập trúng đầu, nhưng cánh tay đã đập thẳng vào bức tường đá bên đường với độ cong vặn vẹo. Khi cảm giác đau đớn kịch liệt truyền tới, Lâm Du biết có thể xương cốt gặp chuyện không lành rồi mẹ sao thằng nhỏ này không khóc vậy một đứa lưu manh thấy lâm du bò dậy mà không rên tiếng nào liền nói một đứa khác tiếp lời có gì khó đâu không khóc thì đánh cho khóc đứa được gọi là anh toàn bị cắn một cái nên giờ đang rất tức tối nó đi tới góc đường đá vào lâm du bằng đôi giày thể thao bẩn thỉu cúi xuống hỏi cậu thằng oắt mày câm rồi hả lấy chân ra lâm du nói hơ hù tao hả anh toàn phì cười mấy tiếng rồi quay lại nói với đám sau lưng mấy thằng mày nghe thấy chưa thằng oắt đó hù dọa tao kìa Cả bọn cười hùa theo, một đứa đầu sư tử khác vội đi tới nói, anh Toàn, sao em thấy mắt thằng nhỏ này này quái quái, anh coi kìa, nó cứ nhìn mình vậy làm em giận hết cả người. Đứa được gọi là anh Toàn nhấn mạnh chân xuống, tuy nó cũng cảm thấy thằng nhóc này nhìn mình trông hơi dờn dợn, đặc biệt là khi bảo nó lấy chân ra, nhưng nó không muốn chịu thua hay thừa nhận mình sợ một thằng nhóc con bé xíu. Nó vừa nghiến chân vừa nói, nhìn gì mà nhìn, nhìn nữa tao móc mắt mày ra đó. Có lúc độ tuổi thật sự không ảnh hưởng đến sự thiện ác của con người so với những mưu mô lừa lọc bấy dập ám hại sau lưng trên thương trường mà lâm du từng đối diện trong tương lai ác ý được thể hiện rõ ràng thế này trực diện đến độ khiến cậu cảm thấy thật xa lạ tuy là vẫn khiến người ta chán ghét như nhau lâm du đã nghĩ hôm nay mình chắc chắn sẽ bị tần một trận vì đám nhóc con lâm thước kết quả là khi một cái ba lô đen bay từ xa tới đập chính xác vào đầu anh toàn trận đòn này lại chắn chắn không thành anh toàn cũng phẫn nộ xoa đầu mẹ kiếp lại ai nữa tao tiếng nói vang lên sau lưng cả bọn lại một thằng chán sống à anh toàn nghiến răng nói chỉ nhìn bề ngoài thôi thì giống tới nạp mạng thật cái người mặc sơ mi trắng tươm tất sạch sẽ đó xét tuổi tác lẫn số lượng đều không bằng bọn họ nhưng khi cả đám tách ra để lộ người đang bị dẫm trên đất chính đứa nhỏ chưa lớn hẳn đó đã sầm mặt lại rồi ra tay cũng chỉ chuyện trong chớp mắt đầu anh toàn chúi xuống đất khi bị bẻ chân kêu la thảm thiết hẳn nó vẫn chưa làm rõ được tình hình thân hình văn chu nghiêu như một chú dê con linh hoạt tóc ngắn khuôn mặt hãy còn non trẻ nhưng ngũ quan đã có đường nét mày kiếm mắt ưng đứng giữa một đám lưu manh la liệt quả thật có thể trực tiếp bắn ra mấy chữ to căn chính miêu hồng vốn dĩ lâm du thấy chỉ có mình văn chu nghiêu còn hơi lo lắng nhưng thấy cậu ta ra tay gọn gàng dứt khoát thế thì lập tức từ bỏ động tác ngồi lên vì mẹ kiếp tay thật sự rất đau đây là lần đầu tiên lâm du thấy văn chu nghiêu đánh nhau chuyện hoàn toàn ngoài dự kiến nhưng dường như đã nằm trong dự liệu của cậu dù sao thì cậu ta cũng chỉ đánh thái cực với chú phú được mấy ngày đầu về sau mỗi khi nhóm lâm du luyện tập buổi sáng người ngoài sân đều đang tập thể lực căn bản bằng một bài võ quân đội tương tự với bài cậu từng học trong kỳ quân sự ở đại học nhưng lại không hoàn toàn giống người nhà họ lâm không lấy gì làm lạ vì ai cũng biết nhà họ văn xuất thân từ quân đội từ nhỏ văn chu nghiêu đã theo bên cạnh cha ruột thói quen sinh hoạt đương nhiên sẽ khác con cháu nhà họ lâm Đôi khi Lâm Bách Tòng thấy Lâm Du trốn trong phòng làm việc cả ngày còn cố ý xua cậu ra học với Văn Chu Nghiêu, cậu đã rất nghiêm túc cua quào vài hôm thật, Lâm Bách Tòng bảo nhìn mềm nhũn như cái gối thêu hoa, không có xíu lực nào. Lâm Du thật không còn sức để than, cậu còn nhỏ mà, động tác dứt khoát được bằng nào chứ? Ban đầu Văn Chu Nghiêu cũng dạy dỗ rất tận tâm, gương mặt Sota 10 tuổi nghiêm nghị đích thân dạy từng chiêu từng đòn, không lơi tay chút nào sau đó lúc ngủ ban đêm cũng là văn chu nghiêu vô tình phát hiện trên người cậu bầm đen bầm đỏ da cậu quá non lỡ ấn vào lấy dấu rồi là cả tuần sau cũng chưa tan về sau văn chu nghiêu thẳng thắn bảo cậu thôi đừng học nữa lâm du được thành thơi còn mừng cậu thật sự không có hứng thú với quyền cước nhưng lâm du thật sự không ngờ được những thứ cậu ta luyện tập thường ngày khi dùng trong thực tế lại hiệu quả đến thế lúc văn chu nghiêu thở dốc đi tới trước mặt cậu chán cậu ta đã toát mồ hôi mịn Văn Chu Nghiêu đứng ngược hướng ánh chiều còn sót lại, liếc mắt nhìn từ đầu xuống chân Lâm Du, cuối cùng dừng trên cánh tay không nhúc nhích của cậu. "Dậy nổi không, cậu ta hỏi, Lâm Du, không ổn lắm, anh kéo em một cái đi." Lâm Du chìa cánh tay không bị thương về phía Văn Chu Nghiêu, còn cười cười với người ta. "Văn Chu Nghiêu không kéo cậu là cậu liền, nhanh nào, em đau chết mất thôi, Văn Chu Nghiêu." Có lúc cậu cũng sẽ gọi cậu ta là Văn Chu Nghiêu, biểu thị cậu sắp nổi giận đường thịnh trường được lát bằng đá xanh nguyên tảng mặt đường rất rộng văn chu nghiêu cõng lâm du đi sát bên bờ tường đeo chéo ba lô của hai người trên cổ một cánh tay của lâm du phải buông thõng xuống nhưng vẫn lắc chân rỡn trên lưng người ta nằm yên văn chu nghiêu vỗ cậu lâm du đang rất vui vẻ cậu nói em đang thấy vui mà cậu cũng không cần ai phải hiểu cảm giác tan trường gặp chút phiền phức nhưng vẫn có thể lắc lư bước lên con đường về nhà dưới ánh tà dương cùng người này Lâm Du, đã nói là em tự đi được rồi mà, Văn Chu Nghiêu, em ngậm miệng lại đi. Anh lại giận à, Lâm Du thở dài, em biết ngay là anh sẽ giận mà, Văn Chu Nghiêu, anh tập được cái tính ngang ngược đó từ bao giờ vậy, em đối xử với anh còn chưa đủ tốt à. Văn Chu Nghiêu, em xuống đi, không, giờ em hết muốn xuống rồi, Lâm Du ôm chặt cổ người ta, trêu chọc anh cả, anh ơi, anh, anh trai nhỏ, anh cười cái đi nà. Trong nửa năm này, Văn Chu Nghiêu mới 10 tuổi đã gặp phải phiền phức lớn nhất đời của mình lâm du là một đứa nhỏ có hành vi rất ấu trĩ rất khó ứng phó ngày nào cũng quấn sau mông cậu ta nhắc uống thuốc như con cún con một ngày ba bữa không sót bao giờ lại còn nói nhiều đối phương mà ngậm miệng cậu vẫn có thể nói huyên thiên mãi cho đến khi người ta không nhịn được nữa phải mở miệng ra cậu luôn rất thích thú với trò chơi này lúc lâm thước lâm hạo dẫn theo một nhóm người rất đông chạy tới phía trước lâm du đang nằm sấp trên vai văn trung yêu nói anh anh xem đây chính là ước nguyện đời này của em anh phải cười nhiều một chút phải thật sự vui vẻ Đôi khi Văn Chu Nghiêu cũng không hiểu được cậu, chẳng hạn như bây giờ. Nhưng cậu ta sẽ có cảm giác trong thời khắc này đứa bé ấy cách mình rất xa, xa tới độ không một ai chạm đến được. Xa đến mức cậu ta vô thức siết chặt người đang cõng trên lưng hơn một chút. Một thuật ngữ chính trị được dùng rất phổ biến trong thời kỳ cách mạng văn hóa, chỉ những con em trong từ gia đình có xuất thân tốt, sinh dưới thời Trung Quốc đổi mới, không bị ảnh hưởng của tư tưởng cũ, tương lai nhất định sẽ phát triển tốt đi theo con đường cách mạng chương 6 cánh tay lâm du chật khớp làm cho cả nhà nháo nhào hết lên. Được gọi là thợ thủ công, vậy quan trọng nhất là gì, là tay. May mà tình trạng của cậu không quá nghiêm trọng, lại là trẻ con, cơ thể đang phát triển, chỉ cần giữ gìn một thời gian, không để bị thương lần thứ hai là sẽ không để lại vấn đề gì lớn. Đây là lần đầu tiên toàn bộ gia tộc họ Lâm tập hợp trong đại sảnh họp gia đình từ khi Lâm Du trùng sinh tuy chủ gia đình là lâm bách tòng mấy năm nay bà cụ cũng ít khi ra ngoài ngoại trừ đi thăm các chị em của mình nhưng lâm du xảy ra chuyện bà cụ là người đầu tiên lôi người làm cha lâm bách tòng ra mắng cho một trận đêm hôm khuya khoắt đèn đuốc trong sân vẫn sáng choang bà cụ ngồi trên chiếc ghế gỗ xưa cao nhất quay sang nói với lâm trường xuân cả anh nữa anh cũng đã bằng đấy tuổi đầu rồi cả ngày không làm được bao nhiêu chỉ lo chọi chó đá gà ngoài đường lâm thước và lâm hạo là con trai của anh ra ngoài gây chuyện cũng phải trách người làm bố như anh không biết làm gương anh xem xem bây giờ đã thành thế nào rồi lâm trường xuân cũng chẳng nhỏ hơn lâm bách tòng là bao Lâm Du ngồi trên ghế nhỏ bên cạnh, vừa ăn quýt văn chu nghiêu lột vỏ cho vừa hào hứng nhìn bậc cha chú có tuổi rồi vẫn bị bà cụ mắng cho không dám ngẩng đầu như con cháu trẻ dại. Cậu xem quá nhập tâm, nghe chú hai nói con biết lỗi rồi còn suýt chút sặc hột quýt trong miệng. Nhà ra đây, một bàn tay chìa tới dưới cầm, Văn Chu Nghiêu thấy cậu chỉ lo xem không phản ứng với mình liền vỗ nhẹ chiếc cầm còn núng nính của cậu, lặp lại, nhà ra. Lâm Du vừa nhẹ hột vừa nói nhỏ với Văn Chu Nghiêu, lần đầu tiên anh thấy bà nội nổi giận đúng không? văn chu nghiêu ừ một tiếng tiện tay cầm chiếc khăn không biết lấy từ đâu ra lau miệng cho cậu vậy anh phải xem cho kỹ lâm du đang bị lau miệng giọng ồm ồm khi còn trẻ bà cụ cũng nổi tiếng tứ phương xinh đẹp lại đáo để rất có khiếu kinh doanh cưới chồng là người thợ thủ công chỉ biết vùi đầu trong phòng làm việc bà cụ vừa nuôi dạy bằng ấy con cái vừa quản lý việc kinh doanh có thể nói trước khi anh em lâm bách tòng trưởng thành bà cụ đã góp công lớn vào vinh quang trước đây của nhà họ lâm cả đời bà đến lúc mất vẫn còn lo âu chuyện vặt của con cháu lâm du ngửa đầu nói với văn chu nghiêu bị mắng là còn nhẹ đó tiếc là tết này chú ba bận làm ăn không về anh phải thấy lúc bà nội đánh chú ba mới biết thế nào là nổi trận lôi đình thật sự chú ba là đứa con không nghe lời nhất trong các anh em cũng chịu đòn nhiều nhất khiến bà cụ lo lắng nhất cả đời chú ba không kết hôn làm nghề buôn bán đồ cổ toàn giao thiệp với các con buôn cáo già kiếp trước lâm du không quá thân với người chú quanh năm xa nhà này nhưng cậu nhớ khi mình công khai với gia đình chú ba là người duy nhất nói với cậu chỉ cần không thấy thẹn với lương tâm là được những năm đầu khi cậu mới theo tưởng thế trạch rời kiến kinh thi thoảng vẫn nhận được thư của chú ba lúc đó tin tức duy nhất lâm du biết về gia đình cũng là qua những câu thư từ gãy gọn đó nhưng về sau nhà họ lâm liên tục gặp biến cố gia đình ly tán chú ba cũng bặt vô âm tín lần cuối cùng lâm du nhận được thư chú ba nói mình gặp phải chút phiền phức có thể sẽ ngừng liên lạc rất lâu cuối thư dặn cậu phải sống cho tốt có đi xa đến mấy cũng phải nhớ đó là nguyện vọng của mọi người trong gia đình lúc đó rất nhiều người của nhà họ lâm đã vắng bóng lâm du biết phiền phức mà chú ba gặp phải không hề nhỏ như chú nói bấy nhiêu người có hoặc không có trước mặt đều lần lượt lướt qua trong đầu lâm du cuối cùng hội tụ thành khung cảnh trước mặt lâm du cứ ngồi như thế chân không chấm đất rõ ràng một cánh tay vẫn đang treo trước ngực mà trông lại hài lòng và thư thả thấy rõ làm nỗi sợ đến bùn rùn của dương hoài ngọc lúc chiều cũng tan đi nhiều đi đến xoa đầu cậu cười hỏi em bé đang làm gì đó mẹ con đang suy ngẫm về cuộc đời lâm du nhắm mắt trả lời nhóc con này dương hoài ngọc giờ khóc giờ cười cô quay đầu nói với văn chu nghiêu tiểu nghiêu con đừng có chiều nó quá mới tí tuổi đầu đã chây lười một bên mắt to tròn của lâm du mở ra cố ý chìa bên tay không bị thương qua ý bảo văn chu nghiêu lau cho mình làm dương hoài ngọc xỉa chán cậu liên hồi văn chu nghiêu nói với dương hoài ngọc không sao đâu gì lâm mấy ngày này phải cẩn thận một chút dương hoài ngọc không phản bác được xỉa xỉa lâm du nói con mèo lười này một vừa hai phải thôi đừng ỷ là anh thương mà được voi đòi tiên con chừng để bố con thấy rồi ăn đòn đó nửa năm nay lâm du đeo dính văn chu nghiêu ăn chung ngủ cùng cảm giác tồn tại của văn chu nghiêu trong nhà họ lâm không mạnh chủ yếu do cậu ta ít nói lại không chạy lung tung sinh sự thị phi như bọn lâm thước nhưng vì lâm du thật sự quá đeo anh trai mỗi ngày trời chưa sáng là tiếng cậu đã vọng ra từ trái phòng phía đông anh ơi đôi vớ em mang tối qua đâu anh ơi mai cô kiểm tra bài câu này em không biết anh mau qua đây chỉ em đi anh ơi anh khiến cho cả nhà họ lâm trên có bà cụ lâm dưới có em trai gì năm vừa sinh năm ngoái đều biết lâm du đeo anh cậu như sam cũng khiến cho văn chu nghiêu thường được đẩy vào trung tâm sự việc ai cũng sẽ nói với cậu ta một câu phải chăn em vất vả cho con quá lâm du người thật sự vất vả chăn trẻ trong thực tế cho nên tới lúc cậu chật tay thì cả nhà cũng chẳng lấy làm lạ về cách hai người đối xử với nhau nữa rồi lâm thước và lâm hạo đang bị phạt đứng cách đó không xa chừng mắt nhìn cậu lâm du nhìn thấy liền cười hỏi gì nhìn đó ngưỡng mộ hả ai ngưỡng mộ em lâm thước trợn trắng mắt lên chật bên bên tay thôi từ lúc về nhà tới giờ em có tự làm gì chưa thấy ngứa mắt hả lâm du chớp mắt vậy anh qua đánh em đi nè Lâm Thước tức đỏ cả mặt, cậu chàng vô cùng vô cùng lấy làm khó hiểu, tại sao tất cả người lớn trong nhà đều nói Lâm Du bệnh dậy thì vừa ngoan vừa hiểu chuyện, trong nhà ai cũng cưng, nhưng rõ ràng tên nhóc đó trở nên đáng ghét vô cùng, dù lần nào nó đã giúp mình, nhưng mình không muốn nói cảm ơn nó một chút nào hết. Lâm Du gẹo trẻ mãi đâm nghiện, văn Chu nghiêu về cơ bản là không gẹo được, Lâm Thước và Lâm Hạo thì rất thú vị, đặc biệt là Lâm Thước hơi tí lại sù lông. Ít nhất qua nửa năm này, bây giờ Lâm Du thấy cậu chàng không còn đáng ghét như trước nữa. Văn Chu Nghiêu nhìn Lâm Thước đang gân cổ đỏ mặt bên kia, lên tiếng, không muốn bị phạt nặng hơn thì nói chuyện với em ít thôi. Em, này đương nhiên là chỉ Lâm Du, Lâm Thước nhìn sang bên cạnh, quả nhiên thấy bố già Lâm Trường Xuân đang nhìn mình bằng ánh mắt chẳng lành, hiển nhiên là bị bà cụ mắng quá đang định chút vào con trai để gỡ lại mặt mũi. Lâm Thước nhanh chóng liếc mắt nhìn hướng khác, rồi chợt thấy Lâm Du đang gác cầm trên tay ghế cười. Cậu chàng tức lên, nói với Văn Chu Nghiêu, anh cả, anh nhìn nó kìa, nó cố ý đó lâm thước anh mách gì với anh ấy vậy lâm du nói anh đừng quên đây là anh của em xí lâm thước khó chịu bác cả nói rồi anh ấy xếp lớn nhất là anh cả của mọi người hơn nữa em nhìn lại mình đi em tưởng ảnh thích hầu hạ em lắm chắc tay em tại ai mà thành thế này hay là để anh sang hầu hạ nhỉ Trước giờ Văn Chu Nghiêu không tham gia vào mấy trận võ mồm của anh em bọn họ, mồm miệng Lâm Du lại lanh như tép, thả ra cho cái thật thì cậu có thể cho người ta vết thương vô hình nhưng chí mạng mà không mất chút sức lực nào, cuối cùng còn khiến người ngoài cảm thấy cậu mới là người chịu thiệt thòi. Văn Chu Nghiêu lại chẳng biết cậu quá rồi, Lâm Thước là người bị hại thê thảm, nhưng lại càng đánh càng hăng như dán vậy, thường xuyên gây sự với Lâm Du lâm du thấy lâm thước nhìn nhìn cánh tay trước ngực mình rồi miễn cưỡng ngậm miệng lại lâm hạo cũng kéo tay lâm thước nói hai người đừng có gây lộn nữa cánh tay lâm du không cử động được thật mà anh cả giúp cũng đúng thôi lâm thước véo tay em ai cho em lên tiếng lâm du thấy hai anh em nhà đó lại bắt đầu đánh nhau liền nhìn văn trung yêu nhờ trận chiến trong con hẻm mà người này xem như nhất chiến thành danh đặc biệt là mấy đứa dở hơi như lâm hạo giờ nhìn anh cả là ánh mắt lại sùng bái đến muốn xẹt lửa luôn chỉ mình lâm du biết vị trí anh cả nhà họ lâm đồng nghĩa với sự ràng buộc của người này và nhà họ lâm không chỉ là một nén nhang thắp trên mộ phần ngày sau cuối nữa lâm du đã thật sự nắm chặt được người này cười gì đó văn chu nghiêu hỏi cậu lâm du đâu có gì nhớ lại lúc anh đánh nhau thấy ngầu quá đó mà ngầu hả văn chu nghiêu nhìn cậu lâm du lập tức nghiêm mặt lại nghe răng em sai rồi gần đây lâm du mới luyện thành kỹ năng mới xuống nước thần tốc đặc biệt là những lúc văn chu nghiêu chưa nguy giận Thậm chí Lâm Du còn nghĩ, tương lai người này mà có bạn gái tuyệt đối sẽ là cao thủ chiến tranh lạnh, không chừng bản thân mình đã bị bạn trai vứt từ trong lòng ra xa 800 dặm đường rồi cũng đừng mong nhận ra được nửa phần nguyên nhân từ sắc mặt anh ta. Sự nghiệp chăn trẻ của Lâm Du rất thất bại, cậu thừa nhận. Làm sao cậu chăn ra đứa con tuyệt như văn chu nghiêu được cơ chứ? Bạn đang đọc chuyện trên, chuân phăn, nét cánh tay Lâm Du chật khớp làm cho cả nhà nháo nhào hết lên. Được gọi là thợ thủ công, vậy quan trọng nhất là gì, là tay may mà tình trạng của cậu không quá nghiêm trọng lại là trẻ con cơ thể đang phát triển chỉ cần giữ gìn một thời gian không để bị thương lần thứ hai là sẽ không để lại vấn đề gì lớn đây là lần đầu tiên toàn bộ gia tộc họ lâm tập hợp trong đại sảnh họp gia đình từ khi lâm du trùng sinh tuy chủ gia đình là lâm bách tòng mấy năm nay bà cụ cũng ít khi ra ngoài ngoại trừ đi thăm các chị em của mình nhưng lâm du xảy ra chuyện bà cụ là người đầu tiên lôi người làm cha lâm bách tòng ra mắng cho một trận đêm hôm khuya khoắt đèn đuốc trong sân vẫn sáng choang Bà cụ ngồi trên chiếc ghế gỗ xưa cao nhất, quay sang nói với Lâm Trường Xuân, cả anh nữa, anh cũng đã bằng đấy tuổi đầu rồi, cả ngày không làm được bao nhiêu, chỉ lo chọi chó đá gà ngoài đường, Lâm Thước và Lâm Hạo là con trai của anh, ra ngoài gây chuyện cũng phải trách người làm bố như anh không biết làm gương, anh xem xem bây giờ đã thành thế nào rồi. Lâm Trường Xuân cũng chẳng nhỏ hơn Lâm Bách Tòng là bao. Lâm Du ngồi trên ghế nhỏ bên cạnh, vừa ăn quýt văn chu nghiêu lột vỏ cho vừa hào hứng nhìn bậc cha chú có tuổi rồi vẫn bị bà cụ mắng cho không dám ngẩng đầu như con cháu trẻ dại. Cậu xem quá nhập tâm, nghe chú hai nói con biết lỗi rồi còn suýt chút sặc hột quýt trong miệng. Nhà ra đây, một bàn tay chìa tới dưới cầm, Văn Chu Nghiêu thấy cậu chỉ lo xem không phản ứng với mình liền vỗ nhẹ chiếc cầm còn núng nính của cậu, lặp lại, nhà ra. Lâm Du vừa nhẹ hột vừa nói nhỏ với Văn Chu Nghiêu, lần đầu tiên anh thấy bà nội nổi giận đúng không? văn chu nghiêu ừ một tiếng tiện tay cầm chiếc khăn không biết lấy từ đâu ra lau miệng cho cậu vậy anh phải xem cho kỹ lâm du đang bị lau miệng giọng ồm ồm khi còn trẻ bà cụ cũng nổi tiếng tứ phương xinh đẹp lại đáo để rất có khiếu kinh doanh cưới chồng là người thợ thủ công chỉ biết vùi đầu trong phòng làm việc bà cụ vừa nuôi dạy bằng ấy con cái vừa quản lý việc kinh doanh có thể nói trước khi anh em lâm bách tòng trưởng thành bà cụ đã góp công lớn vào vinh quang trước đây của nhà họ lâm cả đời bà đến lúc mất vẫn còn lo âu chuyện vặt của con cháu lâm du ngửa đầu nói với văn chu nghiêu bị mắng là còn nhẹ đó tiếc là tết này chú ba bận làm ăn không về anh phải thấy lúc bà nội đánh chú ba mới biết thế nào là nổi trận lôi đình thật sự chú ba là đứa con không nghe lời nhất trong các anh em cũng chịu đòn nhiều nhất khiến bà cụ lo lắng nhất cả đời chú ba không kết hôn làm nghề buôn bán đồ cổ toàn giao thiệp với các con buôn cáo già kiếp trước lâm du không quá thân với người chú quanh năm xa nhà này nhưng cậu nhớ khi mình công khai với gia đình chú ba là người duy nhất nói với cậu chỉ cần không thấy thẹn với lương tâm là được những năm đầu khi cậu mới theo tưởng thế trạch rời kiến kinh thi thoảng vẫn nhận được thư của chú ba lúc đó tin tức duy nhất lâm du biết về gia đình cũng là qua những câu thư từ gãy gọn đó nhưng về sau nhà họ lâm liên tục gặp biến cố gia đình ly tán chú ba cũng bặt vô âm tín lần cuối cùng lâm du nhận được thư chú ba nói mình gặp phải chút phiền phức có thể sẽ ngừng liên lạc rất lâu cuối thư dặn cậu phải sống cho tốt có đi xa đến mấy cũng phải nhớ đó là nguyện vọng của mọi người trong gia đình lúc đó rất nhiều người của nhà họ lâm đã vắng bóng lâm du biết phiền phức mà chú ba gặp phải không hề nhỏ như chú nói bấy nhiêu người có hoặc không có trước mặt đều lần lượt lướt qua trong đầu lâm du cuối cùng hội tụ thành khung cảnh trước mặt lâm du cứ ngồi như thế chân không chấm đất rõ ràng một cánh tay vẫn đang treo trước ngực mà trông lại hài lòng và thư thả thấy rõ làm nỗi sợ đến bùn rùn của dương hoài ngọc lúc chiều cũng tan đi nhiều đi đến xoa đầu cậu cười hỏi em bé đang làm gì đó mẹ con đang suy ngẫm về cuộc đời lâm du nhắm mắt trả lời nhóc con này dương hoài ngọc giờ khóc giờ cười cô quay đầu nói với văn chu nghiêu tiểu nghiêu con đừng có chiều nó quá mới tí tuổi đầu đã chây lười một bên mắt to tròn của lâm du mở ra cố ý chìa bên tay không bị thương qua ý bảo văn chu nghiêu lau cho mình làm dương hoài ngọc xỉa chán cậu liên hồi văn chu nghiêu nói với dương hoài ngọc không sao đâu gì lâm mấy ngày này phải cẩn thận một chút dương hoài ngọc không phản bác được xỉa xỉa lâm du nói con mèo lười này một vừa hai phải thôi đừng ỷ là anh thương mà được voi đòi tiên con chừng để bố con thấy rồi ăn đòn đó nửa năm nay lâm du đeo dính văn chu nghiêu ăn chung ngủ cùng cảm giác tồn tại của văn chu nghiêu trong nhà họ lâm không mạnh chủ yếu do cậu ta ít nói lại không chạy lung tung sinh sự thị phi như bọn lâm thước nhưng vì lâm du thật sự quá đeo anh trai mỗi ngày trời chưa sáng là tiếng cậu đã vọng ra từ trái phòng phía đông anh ơi đôi vớ em mang tối qua đâu anh ơi mai cô kiểm tra bài câu này em không biết anh mau qua đây chỉ em đi anh ơi anh khiến cho cả nhà họ lâm trên có bà cụ lâm dưới có em trai gì năm vừa sinh năm ngoái đều biết lâm du đeo anh cậu như sam cũng khiến cho văn chu nghiêu thường được đẩy vào trung tâm sự việc ai cũng sẽ nói với cậu ta một câu phải chăn em vất vả cho con quá lâm du người thật sự vất vả chăn trẻ trong thực tế cho nên tới lúc cậu chật tay thì cả nhà cũng chẳng lấy làm lạ về cách hai người đối xử với nhau nữa rồi lâm thước và lâm hạo đang bị phạt đứng cách đó không xa chừng mắt nhìn cậu lâm du nhìn thấy liền cười hỏi gì nhìn đó ngưỡng mộ hả ai ngưỡng mộ em lâm thước trợn trắng mắt lên chật bên bên tay thôi từ lúc về nhà tới giờ em có tự làm gì chưa thấy ngứa mắt hả lâm du chớp mắt vậy anh qua đánh em đi nè Lâm thước tức đỏ cả mặt cậu chàng vô cùng vô cùng lấy làm khó hiểu, tại sao tất cả người lớn trong nhà đều nói Lâm du bệnh dậy thì vừa ngoan vừa hiểu chuyện, trong nhà ai cũng cưng, nhưng rõ ràng tên nhóc đó trở nên đáng ghét vô cùng, dù lần nào nó đã giúp mình, nhưng mình không muốn nói cảm ơn nó một chút, nào, hết. Lâm Du gẹo trẻ mãi đâm nghiện, Văn Chu Nghiêu về cơ bản là không gẹo được, Lâm Thước và Lâm Hạo thì rất thú vị, đặc biệt là Lâm Thước, hơi tí lại sù lông. Ít nhất qua nửa năm này, bây giờ Lâm Du thấy cậu chàng không còn đáng ghét như trước nữa. Văn Chu Nghiêu nhìn Lâm Thước đang gân cổ đỏ mặt bên kia, lên tiếng, không muốn bị phạt nặng hơn thì nói chuyện với em ít thôi. Em, này đương nhiên là chỉ Lâm Du, Lâm Thước nhìn sang bên cạnh, quả nhiên thấy bố già Lâm Trường Xuân đang nhìn mình bằng ánh mắt chẳng lành, hiển nhiên là bị bà cụ mắng quá đang định chút vào con trai để gỡ lại mặt mũi. Lâm Thước nhanh chóng liếc mắt nhìn hướng khác rồi chợt thấy Lâm Du đang gác cầm trên tay ghế cười. Cậu chàng tức lên, nói với Văn Chu Nghiêu, anh cả, anh nhìn nó kìa, nó cố ý đó lâm thước anh mách gì với anh ấy vậy lâm du nói anh đừng quên đây là anh của em xí lâm thước khó chịu bác cả nói rồi anh ấy xếp lớn nhất là anh cả của mọi người hơn nữa em nhìn lại mình đi em tưởng ảnh thích hầu hạ em lắm chắc tay em tại ai mà thành thế này hay là để anh sang hầu hạ nhỉ Trước giờ Văn Chu Nghiêu không tham gia vào mấy trận võ mồm của anh em bọn họ, mồm miệng Lâm Du lại lanh như tép thả ra cho cái thật thì cậu có thể cho người ta vết thương vô hình nhưng chí mạng mà không mất chút sức lực nào, cuối cùng còn khiến người ngoài cảm thấy cậu mới là người chịu thiệt thòi. Văn Chu Nghiêu lại chẳng biết cậu quá rồi, Lâm Thước là người bị hại thê thảm nhưng lại càng đánh càng hăng như dán vậy, thường xuyên gây sự với Lâm Du. Lâm Du thấy Lâm Thước nhìn nhìn cánh tay trước ngực mình rồi miễn cưỡng ngậm miệng lại, Lâm Hạo cũng kéo tay Lâm Thước nói, hai người đừng có gây lộn nữa, cánh tay Lâm Du không cử động được thật mà, anh cả giúp cũng đúng thôi. Lâm Thước véo tay em, ai cho em lên tiếng, Lâm Du thấy hai anh em nhà đó lại bắt đầu đánh nhau liền nhìn Văn Trung Yêu. Nhờ trận chiến trong con hẻm mà người này xem như nhất chiến thành danh, đặc biệt là mấy đứa giờ hơi như Lâm Hạo, giờ nhìn anh cả là ánh mắt lại sùng bái đến muốn xẹt lửa luôn chỉ mình lâm du biết vị trí anh cả nhà họ lâm đồng nghĩa với sự ràng buộc của người này và nhà họ lâm không chỉ là một nén nhang thắp trên mộ phần ngày sau cuối nữa lâm du đã thật sự nắm chặt được người này cười gì đó văn chu nghiêu hỏi cậu lâm du đâu có gì nhớ lại lúc anh đánh nhau thấy ngầu quá đó mà ngầu hả văn chu nghiêu nhìn cậu lâm du lập tức nghiêm mặt lại nghe răng em sai rồi gần đây lâm du mới luyện thành kỹ năng mới xuống nước thần tốc đặc biệt là những lúc văn chu nghiêu chưa nguy giận thậm chí Lâm Du còn nghĩ tương lai người này mà có bạn gái tuyệt đối sẽ là cao thủ chiến tranh lạnh, không chừng bản thân mình đã bị bạn trai vứt từ trong lòng ra xa 800 dặm đường rồi cũng đừng mong nhận ra được nửa phần nguyên nhân từ sắc mặt anh ta. Sự nghiệp chăn trẻ của Lâm Du rất thất bại, cậu thừa nhận. Làm sao cậu chăn ra đứa con tuyệt như Văn Chu Nghiêu được cơ chứ? Chương 7, tối đó đó mãi đến khi bà cụ mắng xong rồi, Lâm Du mới kéo Lâm Thước và Lâm Hạo đang không tình nguyện chút nào tới trước mặt bà mà nói, "Bà nội, đừng giận nữa mà, bọn con bảo đảm sau này không dám gây chuyện nữa." Rồi véo hai người bên cạnh một cái, hai cậu chàng nhe răng trợn mắt nhõng nhẽo với bà cụ nói bọn con không dám nữa đâu mà. Bà cụ xem như mình không hề thấy mấy động tác nhỏ của Lâm Du, đứa cháu nhỏ này là đứa bà lo lắng nhiều nhất bà sống cả đời rồi có loại người nào mà chưa từng gặp đâu câu tuệ cực tất thương dường như luôn ứng nghiệm trên người cậu gia đình yêu thương bảo bọc đến mấy cậu cũng có thể chật khớp tay trước mắt cả nhà lâm du thấy bà cụ cứ nhìn mình mãi với vẻ lo âu liền bước tới gần nói thật mà bà nội giờ tay con hết đau rồi mà giờ có con trông chừng rồi lâm thước các anh ấy mà gây chuyện nữa con chạy về mách bà để bà nội ra đánh đuổi hết đám bọn họ lâm du được bà cụ ôm vào lòng trong tiếng chê bôi cậu là đứa mách lẻo của lâm thước năm này tinh thần bà cụ trông còn rất minh mẫn tóc luôn được búi gọn gàng mấy anh em lâm bách tòng trong nhà vẫn thường hỏi ý bà cụ về các vấn đề lớn nhỏ của chuyện làm ăn bên ngoài lẫn chuyện cư xử vợ chồng bà cụ là người từng chảy lòng dạ rộng rãi là hạt nhân để cả gia tộc họ lâm ngưng tụ lại lâm du không cầu mong gì khác chỉ mong bà được hưởng niềm vui tuổi già nhàn rỗi thì dạy dỗ con cái đỡ phiền não được chút nào hay chút ấy cầu mong bà có thể sống lâu trăm tuổi bà cụ cũng không định dạy con thay con trai chỉ xoa đầu lâm du dặn bà đâu thể trông chừng các con cả đời được tuy nhà họ lâm theo nghề thủ công mỹ nghệ nhưng sẽ không dạy các con gặp chuyện gì cũng nhịn nhục thối lui bà cụ chỉ vào văn chu nghiêu nói tiếp các con nhớ kỹ làm người thì phải như anh cả của mấy đứa có bản lĩnh không sợ người khác bắt nạt đồng thời phải rèn luyện năng lực của bản thân tương lai của nhà họ lâm nằm hết trong tay các con Hai anh em lâm thước hoang mang ra mặt chỉ mình lâm du, đôi mắt đẹp đẽ quá đỗi của cậu đang chứng minh rõ ràng rằng cậu hiểu cả. Ngược lại trong lòng bà cụ bắt đầu thấp thỏm, bà ôm lấy em bé quý báu của nhà họ lâm, đổi giọng, nhưng tiểu du của nhà mình thì không cần, con còn nhỏ mà, trên còn có bố mẹ, còn bao nhiêu là chú thím, có anh có em, con cứ chơi cho vui là được rồi. Không ngờ kỳ vọng của bà cụ vào cậu trong kiếp này lại giảm sút đến thế, chỉ muốn cậu sống đơn giản tự tại. Lâm Du nhìn nếp nhăn nơi khóe mắt, mái tóc trắng xóa của bà nội. Cậu cười ngọt ngào nói, dạ, sau này ngày nào con cũng làm biếng, bà nội phải phụ trách trông chừng bố con, đừng để bố đánh con. Nó dám à, bà cụ trừng mắt phối hợp với cậu, hai bà cháu kẻ sướng người hòa, làm chủ gia đình như lâm bách tòng muốn giận cũng không được, không giận cũng không được. Mọi người có mặt đều bật cười, cuộc họp gia đình mở ra vì Lâm Du bị chật khớp kết thúc trong bầu không khí như thế, sau cùng thì Lâm Thước với Lâm Hạo cũng không thoát được cú bạt tai của chú hai, thậm chí còn đánh mất tự do cá nhân một quãng thời gian rất dài sau đó lâm du đi học được các anh lớn luân phiên đón đưa ngoại hình cậu xinh xắn thấy tay cậu bị thương các bạn trong lớp cũng rất vui lòng hỗ trợ ngày nào lâm du cũng bị một đám trẻ con nhân loại không khác gì thiên sứ vây quanh thế là cậu có người bạn đầu tiên Bé trai ngồi sau lưng cậu tên Trương Gia Duệ, Trương Gia Duệ là một cậu nhóc béo ú, cũng là con nhà giàu sụ, Lâm Du thấy ngày nào cậu nhóc cũng có xe đưa đi đón về các bạn khác ăn uống trong nhà ăn của trường, chỉ mình cậu nhóc này là ngày nào cũng ăn cơm hộp ba tầng đủ món siêu xa hoa mà giúp việc mang tới. Lâm Du ngồi trên bàn trong nhà ăn, chỉ đưa bàn tay trái không thuận ra để múc một muỗng cho vào miệng. "Cho cậu ăn cái này nè." Sau câu nói đầy hào phóng, trong khay của Lâm Du có thêm một miếng tôm hùm to. Lâm Du sừng sốt hai giây, nhìn nhóc ú đang nghiêm túc nhìn mình phía đối diện. Trương gia duệ dục ăn đi, Lâm Du, cho cậu thì cậu cứ ăn đi, đừng khách sáo, khóe miệng Trương gia duệ còn dính hạt cơm, món này ngon lắm, đồ nhập khẩu đó, tớ thấy tay cậu gãy rồi nên mới cho cậu đó. Lâm Du, không có gãy, chật khớp thôi, cậu dị ứng với tôm hùm, ăn một tí thôi là nổi mề đay khắp người. Thật ra kiếp trước cậu không bị, chỉ không quá thích ăn mà thôi, nhưng tưởng thế trạch rất thích nên thi thoảng cậu cũng sẽ ăn cùng một ít nhưng kiếp này không biết tại sao mà cậu không thể ăn một chút nào cậu biết mình không thể ăn được cũng nhờ có một hôm lâm bách tòng mang một con tôm hùm úp nặng cả ký rưỡi về cậu ăn một miếng nhỏ đã suýt chút nôn đến ngất xỉu cũng suýt chút làm người nhà điếng hồn mấy ngày sau mề đay trên người mới lặn hết từ đó về sau đừng nói là tôm hùm cả hải sản cũng rất ít khi thấy trên mâm cơm trong nhà lâm du đang suy nghĩ xem mình nên nói sao để không làm nhóc ú trước mặt tổn thương trương gia duệ trông thì rất vô tư nhưng lâm du biết lòng tự trọng của nhóc ú cũng mạnh lắm vì cậu quá khác biệt xung quanh gần như không có đứa nhỏ nào muốn chơi cùng lâm du cũng chẳng phải trẻ con thật sự toàn bộ sự thân mật và giảm iq của cậu đều chỉ dành cho người nhà cho nên sau khi lâm du chủ động bắt chuyện cậu nhóc này luôn dùng cách riêng của mình để duy trì mối quan hệ của hai người ngay lúc ấy trương gia duệ đột nhiên ngừng nhai hơi há miệng nhìn sau lưng lâm du mà nói anh anh cậu đến kìa lâm du lập tức quay đầu thấy văn chu nghiêu đang xách hộp giữ nhiệt đi tới anh lâm du gọi văn chu nghiêu đáp một tiếng rồi đi tới cạnh cậu vừa đặt hộp giữ nhiệt xuống bàn là văn chu nghiêu liếc mắt nhìn mâm cơm của cậu sau đó sững lại lâm du đang không biết nói sao thì văn chu nghiêu nhìn nhóc ú ngồi đối diện rồi hỏi lâm du bạn à lâm du ừm một tiếng văn chu nghiêu không nói thêm gì nữa mở hộp giữ nhiệt lấy từng tầng đồ ăn ra cho cậu rồi nói đây là đồ cô út mang từ nhà đến ăn uống tử tế đừng có kén chọn em biết rồi lâm du hỏi cậu ta anh ăn chưa ăn rồi văn chu nghiêu nói xong lặng lẽ lấy mâm cơm trước mặt lâm du đi cậu ta tới nhanh đi cũng nhanh từ đầu tới cuối chương gia duệ hoàn toàn không chú ý thấy đoạn thịt tôm hùm bị mang đi sau khi văn chu nghiêu đi cậu nhóc mới nói nhỏ với lâm du anh cậu quản lý cậu nghiêm khắc quá nhỉ anh ruột cậu à ừ anh ruột lâm du đáp cậu nói dối bạn nhỏ trương gia duệ cũng không ngốc đâu nha vậy sao anh ấy họ văn lâm du cầm nĩa xiên miếng cà rốt trong đồ ăn định ném vào chiếc mâm bên cạnh nhưng chợt nhớ ra lời văn chu nghiêu nói lại rút tay lại cho vào miệng rồi trả lời trương gia duệ cậu có thấy người sáng nay đưa tớ đến trường không người đó tên lâm thước anh ấy họ lâm nhưng chỉ là anh họ của tớ thôi cùng họ cũng chưa chắc là anh ruột vậy tại sao khác họ không thể là ruột thịt Trương gia duệ gãi đầu, chứng tỏ câu này đã vượt ra khỏi phạm chủ hiểu biết của cậu nhóc. Nhưng cậu nhóc cũng không nghĩ nhiều về việc đó, chỉ bảo, anh cậu nhìn dữ quá. Dữ hả, Lâm Du hỏi, đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy lời nhận xét dạng này. Đối với cậu cùng lắm là Văn Chu Nghiêu hơi kiệm lời, cũng không hay cười, nhưng một là cậu ta không hung dữ dọa nạt người khác, hai là không chủ động gây sự bao giờ, sao lại nói một cậu học sinh tiểu học dữ. Trương gia duệ cậu không biết hả? mấy anh lớp lớn hay đánh nhau trong trường đều không dám gây chuyện với anh cậu. Có chuyện đó nữa hả? Lâm Du hoang mang, Văn Chu Nghiêu chắc cũng được tính là lớp lớn rồi nhỉ? Trương gia dậy liếc cậu, tớ thấy cậu bị mấy ông anh chăn kỹ tới nỗi chả biết gì ngoài ăn, mấy hôm trước có người bên trường Tam Trung qua tìm anh họ của cậu. Anh họ cậu chạy đi tìm anh cả cậu, bọn họ đánh nhau bên ngoài nhiều người thấy lắm đó, tớ tưởng cậu biết. Lâm Du, nghĩa là mấy hôm trước đám lưu manh con đó lại đến tìm bọn Lâm Thước, rồi Lâm Thước đi tìm Văn Chu Nghiêu. Văn Chu Nghiêu thì giấu cậu giấu cả nhà mà giải quyết xong xuôi chuyện đó. Lâm Du bỗng dưng có ảo giác mình đang ở đâu, đang làm gì vậy? Cậu đã nghĩ sao tự dưng mấy hôm nay tự dưng Lâm Thước Lâm Hảo bắt đầu chịu thương chịu khó, rảnh ra là lại chạy theo sau mông Văn Chu Nghiêu mà. Thì ra bọn họ giấu cậu làm ra chuyện như vậy. Lâm Du còn đặc biệt chất vấn Văn Chu Nghiêu về chuyện này một buổi chiều mùa hè chiếc ghế dài được kê dưới bóng dâm của trái phòng phía đông lâm du ngồi khoanh chân trên chiếc ghế trải chăn bông nói với văn chu nghiêu tại sao không nói cho em biết đừng ngọ nguậy văn chu nghiêu liếc nhìn cậu tiếp tục kéo tay ra trước ngực văn chu nghiêu mặc áo ngắn tay so với lâm du cả cánh tay lẫn bàn tay cậu ta đều đã có sự rắn giỏi của thiếu niên cậu ta nắm ngón tay lâm du quệt một ít thuốc bôi trong chiếc hộp đặt cạnh tỉ mỉ bôi lên từng ngón một gần đây lâm du bắt đầu luyện tập điêu khắc trở lại vì tay bị thương đã nghỉ ngơi một thời gian nên những vết chai vừa hình thành vào thời gian đầu đã mất hết cả rồi làm bây giờ cậu phải chịu lại nỗi khổ mới vào tập lần nữa quá trình đầu ngón tay bật máu vừa kéo ra non lại lại cả chảy máu nhưng lặp đi lặp lại như thế đến khi vết chai đóng thành một lớp trong tay đang hỏi anh mà lâm du rút tay lại văn chu nghiêu nắm chặt lại bình thản nhìn cậu nói cho em biết làm gì em có thể ra góp vui lâm du nói rất tự nhiên tay văn chu nghiêu chợt ngừng rồi mới nói tiếp không có gì vui cả sau này gặp chuyện như thế không được chạy lại nữa quả thật từ đầu tới cuối văn chu nghiêu đều không có ý định cho lâm du biết chuyện này lý do chỉ có một người ta bị kẻ khác làm đau tay có thể sẽ không để tái diễn lần thứ hai nhưng lâm du tuyệt đối sẽ làm lại lần nữa không phải cậu không nhớ đau mà từ đầu tới cuối cậu chưa từng nghĩ sẽ tránh mặt đôi khi văn chu nghiêu còn cảm thấy lâm du mà mình biết và lâm du trong mắt người khác rất khác nhau hai người luôn đối thoại bình đẳng mà nguyên nhân của sự bình đẳng ấy là do lâm du luôn nhường nhịn mình cảm giác đó rất khó hình dung nhưng vô hình chung lại liên tục thúc đẩy văn chu nghiêu tiến tới cậu ta có cảm giác đi tới sẽ thấy được đáp án mình muốn tìm sẽ thấu hiểu được cảm giác mông lung ấy văn chu nghiêu bôi thuốc lên ngón tay cuối cùng xong đậy nắp lại rồi nói đừng để ướt tay để một lúc cho khô đã anh định không nói rõ ràng với em thật đấy à lâm du giơ cao hai tay lên hỏi cậu ta không định nói lâm du lần sau còn có chuyện như thế này là em mách bố mẹ đó em nói thật đó cái tính cách con sói cô độc này trái với quy tắc đối nhân xử thế của nhà họ lâm lâm du cũng sợ cậu ta cứ tiếp tục thế này tương lai có gặp chuyện gì thật cũng quen tính không thương lượng bàn bạc gì với ai lâm du nói anh nghĩ xem nếu sau này em đi bài bạc đánh lộn uống rượu đánh người thậm chí phạm pháp ngồi tù mà không nói tiếng nào với anh anh sẽ thấy sao lâm du cố ý nói theo chiều hướng xấu nhất muốn cho văn chu nghiêu ý thức được độ tồn tại của vấn đề kết quả văn chu nghiêu đặt hộp thuốc xuống chiếc ghế bên cạnh rồi nghiêng người lại hỏi uống rượu bài bạc phạm pháp lâm du em đưa ví dụ vậy thôi văn chu nghiêu liếc mắt nhìn cậu vậy em cứ thử đi xem sao người thông minh đến đỉnh điểm ắt sẽ bị thương tổn vì trí tuệ ấy Chương 8 lúc tay Lâm Du khỏi hẳn thì trường cũng cho nghỉ hè. Hôm thi cuối kỳ cậu thấy đề bài quá đơn giản nên định nằm sấp trên bàn ngủ một lát nào ngờ tối hôm trước khác một món đồ nhỏ đến quá muộn, kết quả là thật sự ngủ hết giờ thi. Sau đó Lâm Bách Tòng cầm bảng điểm thi của con mình, bị quả trứng ngỗng sáng loà trên đó làm sốn cả mắt, lần đầu tiên phát tác tính ra trường, đánh mông Lâm Du mấy cái làm tượng trưng. Văn Chu Nghiêu thì khác thành tích chưa từng rời vị trí nhất lớp mấy lần Lâm Du thấy cậu ta làm bài tập toán toàn đề của cấp 2 Ai cứu anh chàng này cao thật ôi, tự nhiên bị đòn à, giữa trưa, Lâm Du nằm trên giường thở dài lần thứ 108. Văn Chu Nghiêu ngồi ngay cạnh, tay lật sách mượn từ thư phòng của Lâm Bách Tòng, tay làm như không nghe thấy tiếng thở dài của cậu. Lâm Du đã quen với việc không nhận được lời đáp từ cậu ta rồi, còn Văn Chu Nghiêu cuối cùng cũng lên tiếng khi lật sang trang mới, cái đó đâu phải bị đòn. Đúng vậy, Lâm Du cảm thán, vẫn chưa đến lúc bố già muốn đánh em thật đâu. Văn Chu Nghiêu rời mắt khỏi sách để nhìn cậu Lâm Du cũng không giải thích cậu ngoài người sang rút sách trong tay người ta ra lật xem rồi nói anh nói bao nhiêu lần rồi đừng có đọc mấy tác phẩm kinh điển nước ngoài này hoài coi trưởng thành ông cụ non đó Văn Chu Nghiêu lấy sách lại đáp lấy lệ vậy thì đọc gì sách cho thiếu niên nhi đồng đó anh thiếu cái đó đó biết chưa có thấy em đọc bao giờ đâu Văn Chu Nghiêu nói Lâm Du em không xứng thật đó vừa suối bảy người khác vừa thề sống thề chết tự bảo mình không xứng. Văn Chu Nghiêu bị cậu làm phiền quá liền xua đuổi, "Về phòng em đi." "Không về." Lâm Du lật tấm chăn đang đắp trên lưng mình ra, nói, "Bên này mát hơn." Bây giờ trên cơ bản Văn Chu Nghiêu đã không còn gặp ác mộng nữa, cũng rất ít khi giật mình giữa đêm, tuy phòng hai người sát vách nhau, nhưng hình như quen ở bên này rồi, đặc biệt là từ khi vào hạ, nhiệt độ trong phòng Văn Chu Nghiêu luôn thấp hơn phòng cậu. Lâm Du nghiêm túc thương lượng với cậu ta, "Anh anh muốn nhảy lớp không?" "Không muốn." Cậu ta đáp ngay không cần ngẩng đầu tại sao lâm du không hiểu lắm em nhớ chủ nhiệm lớp anh từng tới tìm bố em nói với thực lực của anh nhảy hai lớp cũng không thành vấn đề mà khác với người chơi ăn gian như cậu văn chu nghiêu thật sự có năng lực đi từng bước đúng trình tự thật ra cũng chẳng có ý nghĩa gì mấy lâm du nhớ kiếp trước văn chu nghiêu tốt nghiệp cấp 3 rồi rời kiến kinh từ rất sớm cậu không biết sau đó anh ta vào trường gì rồi vào quân đội thế nào nhưng nơi đó có độ bảo mật rất cao người được tiền nhất định phải là nhân tài hàng đầu có iq và khả năng hạng nhất bây giờ lâm du đã thấy trong phòng cậu ta có không ít sách về mặt quân sự có thể biết được cậu ta thật sự thích ít nhất cũng chứng minh lựa chọn ngày trước không hoàn toàn là bị ép lâm du không biết kiếp này văn chu nghiêu có bước lên con đường như trước nữa không cậu chỉ hy vọng mọi điều người này quyết định đều xuất phát từ mong muốn của bản thân Thời thơ ấu trong cuộc đời người này bị khoét mất một khoảnh rất rộng, Lâm Du không có tư tưởng dạy đời người khác, huống chi còn có Lâm Bách Tòng và Dương Hoài Ngọc đó, cậu chỉ hy vọng kiếp này những người ở cạnh Văn Chu Nghiêu có thể giúp anh bù lại ít nhiều chỗ khuyết ấy. Văn Chu Nghiêu nói, không muốn nhảy, thôi cũng được, Lâm Du nhanh chóng thỏa hiệp, cậu tính thử, không nhảy thì thôi, anh đậu nhất chung là chuyện nhỏ như con thỏ, nếu sau này em cũng thuận lợi lên được cấp 2 thì còn có thể học chung trường với anh mấy năm nếu cậu ta nhảy lớp thật thì có lẽ sẽ lại như kiếp trước khó có cơ hội gặp mặt trong trường văn chu nghiêu nghe cậu nói vậy đột nhiên đóng sách lại nhìn cậu lâm du nhìn lại sao vậy anh không có gì văn chu nghiêu lại nói thật ra lâm du đã nói chúng nguyên nhân căn bản khiến cậu ta đưa ra quyết định này với cậu ta mà nói cuộc sống hiện tại rất tốt thế là đủ rồi văn chu nghiêu thấy cậu cứ nhích tới nhích lui trên giường thì nhíu mày em sao vậy mông hơi tê lâm du lầm bầm bố già đánh cũng đâu mạnh lắm đâu ta một giây sau mông bỗng mát lạnh cậu bị văn chu nghiêu tụt quần rồi trên hai cục thịt trắng nõn mũ mĩm có mấy dấu tay nhàn nhạt không phải lâm bách tòng nặng tay mà do da thịt lâm du quá non mềm rồi văn chu nghiêu nói hơi đỏ nhưng không sao chắc sẽ không bầm đâu lâm du tuy hiện giờ cậu vẫn còn là bé con nhưng bị người ta lột quần kiểm tra mông cũng sẽ khiến cậu bị ám ảnh tâm lý đó lâm du nắm quần lật vụt người lại động tác kéo quần vất vả quá nên kẹt tay đối diện với khuôn mặt em lại muốn làm gì nữa vậy của văn chu nghiêu cậu ngại ngùng và xấu hổ chết đi được anh đừng tự tiện tụt quần em chứ em cũng có lòng tự trọng mà quay mặt qua văn chu nghiêu nhìn cậu chằm chằm một hồi đột nhiên đưa tay búng búng em bé nhỏ sinh giữa hai chân cậu cái này á hả, cậu ta hỏi lâm du hai đứa bé một lớn một nhỏ đứa nằm đứa ngồi Đứa nằm ngạc nhiên chốc lát, rồi mặt đỏ lựng lên, mẹ, tiếng thét gọi đứt ruột xé gan đầy hãi hùng vang lên, Dương Hoài Ngọc đang ở sân trước cũng nghe thấy rồi đáp lại từ xa, đang giữa chưa con gào cái gì vậy, đừng quấy rầy anh con học bài. Kẻ gây án Văn Chu Nghiêu đột nhiên bật cười, nhận xét, nhìn cũng dễ thương ghê. Lâm Du vụn vỡ, như vậy có tính là cậu mất hết sĩ diện tuổi già không? Hai ngày sau đó là sinh nhật Văn Chu Nghiêu, sinh nhật đầu tiên của cậu ta ở nhà họ Lâm, cả nhà đều rất để tâm, Lâm Bách Tòng tặng một mảnh ngọc, nói là có thể phù hộ cậu ta bình an yên ổn, Dương Hoài Ngọc đặc biệt nấu một bàn tiệc thịnh soạn, còn mở một chai rượu để chúc mừng. Quả Lâm Du tặng anh cả phải chờ đến tối về phòng mới đưa. Một thứ cậu tự khắc là mặt dây chuyền để đeo trên cổ, hình con dao dài cỡ ngón tay út, vô cùng khéo léo và tinh xảo mặt sau còn khắc tên của văn chu nghiêu lúc tặng lâm du nói với cậu ta tuy không đáng tiền nhưng đây là món thành phẩm đầu tiên của em anh sau này sinh nhật hàng năm của anh em đều sẽ tặng anh đồ em tự tay làm văn chu nghiêu không nhận xét gì chỉ nhận lấy đeo lên cổ từ đó chưa từng tháo xuống lâm du cũng thực hiện đúng lời hứa của mình mấy năm sau đó quả sinh nhật của văn chu nghiêu đều là đồ cậu tự tay làm ra ống bút tượng cỡ nhỏ món nào cũng là đồ quý có thể trực tiếp đặt lên kệ bán hai anh em lâm thước rất mê đồ trong tay anh cả lại không dám xin lâm du làm cho dù sao trong nhà lâm du cũng nhỏ nhất nhưng cậu lại có tài năng xuất chúng bảy tuổi treo bảng hiệu chín tuổi vang danh nhờ bức bình phong sơn thủy từ gỗ đàn hương đỏ từ đó năm nào cũng có tác phẩm mới làm dậy sóng trong giới trình độ ngày càng cao trong giới có thêm một thợ cả bé du tài năng của lâm du bắt đầu bộc lộ rất nhiều thợ điêu khắc gỗ vào nghề rồi cứ thế ở lại làm lâu năm, còn Lâm Du thì từ ngày đầu tiên trở về cậu đã biết đây là việc cậu phải nỗ lực cả đời, không chỉ vì nhà họ Lâm, vì sứ mệnh truyền thừa mà còn vì cậu có thể. Mấy năm nay nhà họ Lâm ngày càng hưng thịnh, Lâm Bách Tòng đương lúc tráng niên, khả năng sáng tác và tinh thần đều đang ở đỉnh cao, trong nhà cũng dần lấy lại hào quang như ngày ông cụ còn sống. Vào năm tốt nghiệp tiểu học, Lâm Du đột nhiên làm một chuyện tài đỉnh cậu đạp đổ căn cơ mà nhà họ lâm xây dựng suốt bao lâu nay phá nát sự yên bình của những năm qua như tiếng sấm giữa trời quang suýt chút lật tung cả căn nhà đây là chuyện cực kỳ hệ trọng cũng chính vì thế cục vàng cục ngọc của nhà họ lâm lâm em bé được nâng như chứng hứng như hoa mà lớn đặc biệt tuyển chọn thời điểm này để bước ra khỏi vòng vây của của gia đình tiến ra xã hội một cách đúng nghĩa với cái giá phải trả là suýt chút bị bố mình đánh chết trong từ đường nhà họ lâm chương chín dám lấy trộm con dấu của bố ai cho con cái gan đó vậy hả mối quan hệ mật thiết với nhà họ thịnh ở giang nam được thiết lập từ thời ông cố của con lô nguyên liệu này liên quan đến việc kinh doanh hai năm tới của nhà họ lâm ta con nghĩ con đắc tội với nhà họ thịnh thôi sao đứt mất nguồn cung lấy tiền đâu trả cho mấy chục thợ thầy của nhà họ lâm con có đền nổi uy tín với khách hàng đã làm ăn cùng mấy chục năm không con đã chặt đứt gốc rễ của nhà họ lâm này rồi có biết không hả nói tại sao lại làm vậy thường ngày từ đường của nhà họ lâm cũng không mở cửa nhưng hôm nay cả cổng ngoài cũng đóng chặt Mọi người đứng đầy trên khoảng đất trống ngoài sân. Dương Hoài Ngọc dựa vào từ tuệ, mắt đỏ ửng đến đứng còn không vững. Bà cụ hối hả bước từ bên ngoài vào, quan sát tình hình rồi đập cửa, lâm bách tòng, anh mở cửa ra ngay, có chuyện gì từ từ nói với con với cháu, anh học đâu cái thói đánh con thế hả? Tiếng lâm bách tòng vọng ra, mẹ, mẹ đừng can thiệp vào chuyện này. Lâm bách tòng quyết tâm phải bắt lâm du nói cho rõ ràng mọi chuyện. Trong từ đường rất tối, Lâm Du quỳ trên đất trước một hàng bài vị, còn không được dùng đệm lót gối. Mấy năm trôi qua, Lâm Du bây giờ đã 11 tuổi, không còn là cục bột bé sinh như ngày nhỏ, cầm nhọn hơn, vóc dáng cao gầy, nhưng đôi mắt ấy vẫn đẹp mãi như ngày trước. Hiện tại cậu chỉ mặc bộ áo lót mỏng, cúi đầu để lộ những vết voi nổi hẳn rõ trên chiếc ót trắng nõn gầy gò. Là vết roi mây mà Lâm Bách Tòng đánh, nói chuyện, Lâm Bách Tòng đứng cạnh, nổi trận lôi đình lâm du cúi đầu bắt đầu nói con không gì để nói bố bố muốn đánh thì cứ đánh đi được được lắm lâm bách tòng gật đầu bố thấy mấy năm nay người trong nhà chiều hư con rồi làm con không còn biết trời cao đất dày nữa bao năm nay lâm bách tòng thật không nỡ lòng đụng đến một ngón tay của đứa con trai này trong nhà không ai không cưng chiều cậu cậu ngoan biết chừng nào thường ngày gặp ai cũng cười tít mắt được yêu chiều như đồng từ dưới tòa quan âm cũng có chút tật xấu khi bệnh lười phát tác thì không chịu ra ngoài cả ngày lòng vòng trong nhà nhưng bản thân cậu cũng có chí tiến thủ lúc phải tự mình làm việc thì không cần bố mẹ phải phiền lòng đôn thuốc một lời nào bình thường lâm bách tòng không hay khen cậu ra miệng nhưng sự tự hào qua mỗi năm lại mỗi tăng nhưng đứa con ngoan ngoãn đó đã lẳng lặng ném hẳn một quả bom Lâm Bách Tòng đi vòng qua Lâm Du, lấy một cây thước rộng bằng ngón tay để dưới cùng trên tủ thờ bài vị ra, đây là gia pháp thật sự của nhà họ Lâm, nghe nói lần gần nhất được lấy ra là lúc chú ba của cậu ra ngoài vận chuyển đồ dưới lòng đất với người khác bị ông cụ biết, giờ Lâm Du thành công thành trường hợp tiếp theo. Con biết lỗi chưa, Lâm Bách Tòng hỏi lần cuối cùng. Lâm Du nhìn ánh mắt phức tạp của cha mình, cậu cụp mắt, lựa chọn im lặng xem ra con không thấy mình làm sai, Lâm Bách Tòng vừa dứt lời là chát một tiếng, cây thước dáng thẳng xuống sống lưng gầy gò của cậu. Cả người Lâm Du run rẩy, thầm nghĩ, đau thật đấy, kiếp trước cậu cũng từng chịu trận đòn này, nhưng lúc đó là vì cậu nói với Lâm Bách Tòng mình thích đàn ông. Cậu cũng từng thế này, thẳng lưng, sống chết không nhận sai. Nhưng nếu thời gian có thể quay lại, Lâm Du sẽ nói với Lâm Bách Tòng, con sai rồi, sai lầm gần như triệt để có điều riêng lần này cậu không thể cậu không có cách lẫn không dám chắc mình có thể thuyết phục lâm bách tòng rằng nửa năm sau nhà họ thịnh ở giang nam sẽ đổi chủ gia đình người mới lên nắm quyền cực kỳ không đáng tin làm lụi bại gia nghiệp trong một quãng thời gian ngắn ngủi còn trực tiếp đắc tội chính quyền địa phương việc quản lý gỗ sẽ chỉ càng lúc càng nghiêm nhà họ thịnh đã vào đường cùng một khi ký kết hợp đồng mới nhà họ lâm sẽ thật sự gặp họa bật gốc không còn con đường nào để quay đầu lâm du còn quá nhỏ dù cậu cố gắng mấy thì danh tiếng của thầy cả bé du cũng chưa đủ để cậu tiếp quản nhà họ lâm vào thời điểm này cậu chỉ còn một lựa chọn duy nhất tiếng thước đánh chan chát cứ không ngừng vang lên trong từ đường người bên ngoài nghe qua một lớp cửa cũng thấy hãi hùng trong lòng dương hoài ngọc không kiềm được nữa chạy thẳng lên đập cửa lâm bách tòng anh đủ rồi đấy anh muốn đánh chết con luôn có đúng không con mà có mệnh hệ gì tôi cũng liều mạng với anh chị cả từ tuệ vội giữ cô lại chị đừng sốt ruột anh cả sẽ tự biết canh nương tay mà bình thường anh ấy thương tiểu du chừng nào mọi người đều biết mà lần này khác dương hoài ngọc cũng biết chuyện lần này lớn đến mức nào trộm con dấu cũng chẳng có gì quan trọng là cậu dùng danh nghĩa của lâm bách tòng để hủy hợp đồng hợp tác vào thời điểm quan trọng mà nguồn cung lẫn thành phẩm đều đã ký kết như thế này cậu đã đẩy nhà họ lâm ra trước lưỡi dao số tiền liên quan đến sự việc này rất khổng lồ nhưng tiền vẫn chưa phải thứ quan trọng nhất mà là uy tín cả đời người nghệ nhân xem danh dự uy tín còn quan trọng hơn tiền bạc và tính mạng. Đứa nhỏ này chọc thùng cả trời rồi, âm thanh bên trong vẫn vang lên liên tục nhưng lại chẳng nghe được tiếng nào của Lâm Du. Dương Hoài Ngọc sụp đổ hoàn toàn, con trai yếu ớt đến mức nào cô là người rõ nhất, mọi khi bị đứt tay một tí cũng phải dơ ra trước mặt để mọi người trong nhà thổi hết một lượt mới chịu thôi, giọng cô nghẹn ngào, tay đập cửa, tiểu du, em bé, mẹ xin con đó, nhận lỗi với bố con đi có được không? rồi lại gọi lâm bách tòng lâm bách tòng anh dừng tay cho tôi đừng đánh nữa bà cụ đứng cạnh thấy vậy cũng cuống lên cả nhà rối tung hết cả đến lúc này từ tuệ cũng chẳng kịp nhớ thường ngày lâm du luôn át mất hào quang của con mình nữa cô nhìn hai đứa con đang đứng ngây ra trong sân dục đừng có đứng được ra đó tới trường gọi anh cả mấy đứa về đây đúng chắc chắn anh cả sẽ có cách hai đứa nhỏ lâm thước và lâm hạo lập tức quay đầu chạy vội ra ngoài một năm trước Văn Chu Nghiêu Đậu vào trường cấp 3 trọng điểm nhất chung của kiến kinh với thành tích đứng đầu. Lâm thước không nhỏ hơn Văn Chu Nghiêu là mấy, nhưng kết quả học tập luôn không sáng sủa mấy, miễn cưỡng vào được trường thường ở cách vách, trường cậu chàng không quản lý nghiêm, nên không cần học thêm liên tục như nhất chung. Sau khi dẫn Lâm Hạo Sông vào cổng trường nhất chung, Lâm Thước túm bừa được ai đó là hỏi ngay, Văn Chu Nghiêu đang ở đâu? Cũng khó trách sao Lâm Thước hỏi thẳng như thế, anh cả bọn họ thật sự cũng xem như người nổi tiếng ở đây. Lâm Thước chưa từng nghĩ, Văn Chu Nghiêu mồ côi cha mẹ từ nhỏ được bác cả dẫn về nhà họ Lâm ăn nhờ ở đậu giờ lại nổi tiếng hơn các anh em bọn họ. Mấy năm nay luôn luôn giữ hạng nhất Olympic toán gì đó cũng như trò trẻ con, đồng thời gia nhập các câu lạc bộ bắn súng, võ thuật của thành phố, giấy khen với cúp treo đầy một mặt tường trong nhà. Lên cấp 3 một năm đã nổi tiếng đến mức các nữ sinh trường Lâm Thước suốt ngày chạy sang nhất chung hơn nữa từ khi biết cậu chàng gọi văn chu nghiêu là anh cả tên tuổi hai anh em lâm thước cũng lên như thuyền theo nước các nữ sinh vây quanh càng lúc càng đông đặc biệt là lâm thước vừa đau vừa sung sướng làm sao người bị lâm thước giữ lại là một bạn nữ nghe hỏi văn chu nghiêu thì giật mình a à một tiếng rồi chỉ chỉ ra phía sau nói ở sân bóng hai người biết đường không tớ có thể dẫn các cậu đi không cần đâu người đẹp chuyện gấp lâm thước vỗ cánh tay người ta chạy được mấy mét rồi mới nhớ giống lên cảm ơn nha Cách thật xa đã nghe thấy tiếng hò hét đinh tai nhức óc từ sân bóng. Một nhóm thiếu niên đều đã cao lớn, mặc đồ thể thao mang giày bóng chạy qua chạy lại trên sân bóng trong một ngày tháng năm, sóng nhiệt bốc lên từ sân bóng hòa cùng bầu không khí đầy mùi hóc môn tuổi thanh xuân làm ngày tháng năm hôm ấy tràn ngập sức sống phồn thịnh. Trên sân có hai đội, một xanh một đỏ, trong đó nổi bật nhất là người đã gần 1m8, dáng cao chân dài, tóc cắt ngắn gọn gàng, mặc áo đội màu đỏ đen, màu da người đó trắng hơn bạn bè xung quanh, nhưng là màu trắng đẹp vô cùng khỏe mạnh, đường nét khuôn mặt sắc nét, ngũ quan có thể nói thêm một tí thì thừa thiếu một chút lại khuyết, vừa đủ đẹp hoàn hảo. Đứng giữa đám đông thật sự bắt mắt, khi người đó nhảy lên, mặt dây chuyền đeo trên cổ cũng đong đưa theo. Mặt dây hình con dao khắc từ gỗ, màu đậm gần giống với gỗ thô, bề mặt bóng loáng, hẳn đã khá lâu năm sau tiếng hét hô cố lên một cú ném ba điểm đúng chuẩn tư thế khá là đẹp mắt anh cả ngay lúc ấy có tiếng gọi vọng tới từ dưới bảng rổ văn chu nghiêu lập tức quay đầu lâm thước thở phì phò anh mau về nhà xem đi lâm du sắp bị bác cả đánh chết rồi thế rồi mọi người xung quanh chỉ kịp thấy người được hâm mộ nhất trên sân bóng cau chặt mày nghiêng đầu nói gì đó với hai nam sinh chơi chung rồi quyết đoán rời sân một mạch bước nhanh tới hàng rào của sân bóng lấy áo khoác rồi bảo hai anh em lâm thước vừa đi vừa nói Tiếng thảo luận xì sầm sau lưng càng lúc càng nhiều, nghe kỹ mới biết không câu nào rời ba chữ Văn Chu Nghiêu. Lúc Văn Chu Nghiêu bước vào cửa nhà họ Lâm, tiếng nhốn nháo trong nhà vẫn chưa lắng xuống. Dương Hoài Ngọc vừa nhìn thấy là lập tức túm lấy cánh tay anh bảo, Chu Nghiêu, con mau khuyên Tiểu Du với chú Lâm của con đi, hai bố con ấy không ai chịu nhường ai nữa rồi, cứ thế này gì sợ Tiểu Du bị đánh có chuyện gì mất. Văn Chu Nghiêu dìu cô dậy, lên tiếng, dì Lâm, bà nội, mọi người đừng sốt ruột, con đã nghe bọn Lâm thước nói rồi. Mấy năm nay Văn Chu Nghiêu đã lớn lên ra dáng một cậu thiếu niên trưởng thành, nếu anh em Lâm Bách Tòng hoặc chú Phú không có nhà, sự tồn tại của Văn Chu Nghiêu cũng tương đương với một người lớn. Anh chững chạc, thông minh, đáng tin cậy, bà cụ cũng luôn tin tưởng anh, vội dục vào khuyên đi con, không biết tiểu du nó làm sao nữa, trước đây có bao giờ thấy nó cứng đầu thế đâu. Hiện tại trong từ đường không còn nhiều tiếng động nữa, Văn Chu Nghiêu bước tới gõ cửa chú lâm con chu nghiêu đây không có phản ứng văn chu nghiêu chờ vài giây rồi lại cất tiếng chú lâm hai người không sao chứ con tông cửa vào đây lần này văn chu nghiêu vừa dứt lời là cửa từ đường chủ động mở ra từ bên trong sắc mặt lâm bách tòng trông có phần đau buồn nhìn văn chu nghiêu đã cao ngang bằng mình vỗ vai anh bảo thôi vậy bình thường nó cũng nghe lời con vào xem nó đi cửa mở rộng làm mọi người đều thấy được tình hình bên trong lâm du vẫn còn quỳ nhưng hiển nhiên với cậu mà nói tư thế quỳ bây giờ là chuyện hơi khó khăn tay cậu chống xuống đất vệt máu loang lổ trên lưng đủ thấy bị đánh không hề nhẹ dương hoài ngọc bụng miệng khóc nấc lên chạy tới đánh lâm bách tòng anh còn có tim không vậy sao lại nặng tay đến thế lâm bách tòng đứng yên không quay đầu để mặc cho vợ kéo mình phát tiết chú nói lớn với lâm du nếu lần này con đã không chịu nhận lỗi thì bố cũng không giúp con được con quỳ một đêm trước mặt tổ tiên nhà họ lâm ngẫm cho kỹ xem mình sai ở đâu đi Lúc này Văn Chu Nghiêu đã vào trong, anh rũ chiếc áo khoác trong tay ra choàng lên lưng người bên chân. Văn Chu Nghiêu ngồi xổm xuống cạnh cậu, nhìn mái tóc đẫm mồ hôi của bé con, hỏi, sao thế này, anh mới không về mấy ngày em đã thành nằm vùng của hệ điêu khắc nhà khác phái tới rồi à, hay là cuối cùng em cũng thấy chán ở mãi trong nhà, quyết định đập bảng hiệu nhà họ lâm trước. Lâm Du không để tâm đến lời anh đùa, cậu cắn chặt đôi môi không còn màu máu khẽ gọi, anh. Hửm, Văn Chu Nghiêu tiến lại gần hơn, Lâm Du, đỡ em với, không quỳ nổi nữa rồi. Lâm Du vừa dứt lời là cả người thoát lực ngã nhào xuống, Văn Chu Nghiêu kịp thời đưa tay đỡ cậu lên, nhưng tay không dám đặt tay lên lưng cậu mà luồn qua dưới mông, ôm gác cậu lên ngực như bế trẻ con. Lâm Du đã không còn là đứa bé tay chân ngắn cũng ngày trước nữa, người cao lên, thịt mềm tiêu mất, sống lưng bắt đầu có sự gầy gò tuổi thiếu niên. Lâm Du thở phào, dựa trong lòng Văn Chu Nghiêu, rụi cầm vào vai anh nói, lần này bố già giận quá chừng. Em biết vậy còn dám chọc chú ấy, Văn Chu Nghiêu hỏi. Lâm Du thở dài, trốn không thoát mà, sớm muộn gì cũng gặp cảnh này thôi. Cậu đã chờ chuyện lần này mấy năm rồi, cũng lên kế hoạch từ lâu, đây là phương pháp đơn giản và trực tiếp nhất, chọn thời điểm trông có vẻ như sẽ gây rắc rối lớn cho nhà họ Lâm, nhưng chỉ cần dốc sức thì khôi phục nguyên khí chỉ là vấn đề thời gian. Chứ không như kiếp trước, xảy một bước, lỡ một đường. Văn Chu Nghiêu cảm nhận hơi thở nhẹ nhàng phả trên cổ mình, duy trì tư thế ấy không nhúc nhích. Lâm Du, Văn Chu Nghiêu gọi cậu, Lâm Du ậm ờ hử một tiếng. Văn Chu Nghiêu, mệt rồi à? Không, hơi khó chịu thôi. Lâm Du lại gọi, anh ơi. Sao nào, em không muốn làm bố già giận đến vậy đâu, cũng không định làm mẹ với bà nội khóc. Ừm, Văn Chu Nghiêu bóp nhẹ sau cổ cậu, anh biết mà. Chương 10 Lâm Bách tòng lên tiếng bảo Lâm Du quỳ từ đường, không ai trong nhà thật sự dám bảo cậu đứng lên. Dù sao thì nhà họ Lâm vẫn là một gia tộc truyền thống tuân theo lời dạy tiên học lễ hậu học văn, Lâm Bách Tòng là người đứng đầu gia đình, loại trừ lòng thiên vị với con trai mình thì cũng cần phải có uy nghiêm của chủ gia đình. Chính vì là con trai mình sinh ra nên càng không thể dung túng. May mà hôm nay trời cũng không lạnh lắm, nhiệt độ của ban ngày hạ rồi nhưng vẫn còn chút ấm áp đến đêm. Ánh nến trong từ đường đông đưa chập chờn tạo cảm giác lu mờ mông lung. Lâm Du di chuyển đầu gối để chân bớt tê mỏi, thấy đỡ hơn thì lại quỳ cao ngay ngắn có tiếng bước chân ngoài sân sau đó là tiếng két văn chu nghiêu bưng cơm tối vào chú lâm với dì lâm đều không ngủ được văn chu nghiêu nói rồi đi tới bên cạnh đưa đúa và tô ra trước mặt cậu cố làm riêng cho em đấy mì gà xé mà em thích không ăn đâu lâm du lắc đầu không đói văn chu nghiêu nhìn trên cao nhìn xuống im lặng nhìn cậu vài giây rồi hỏi bình thường bị mắng một tí thôi đã biện giải được cả ngày bây giờ lại ngoan ngoãn quỷ ở đây thật sự thấy mình đã làm sai à Lâm Du ngửa đầu nhìn Văn Chu Nghiêu, rồi lại cúp mắt xuống, chỉ nói, không phải, nhưng cũng nên làm. Văn Chu Nghiêu để tô xuống chiếc bàn thấp bên cạnh, kéo ống quần ngồi xổm xuống cạnh bé con, chống một khuỷu tay lên gối, tay kia sờ lên chán Lâm Du. Vết thương trên lưng bé con đã bôi thuốc, đôi môi khô khốc tái nhợt. Đây là lần đầu tiên Văn Chu Nghiêu thấy Lâm Du thế này suốt bao năm nay. Bé sữa vẫn thường chiêm chiếp cạnh mình như chú sẻ nhỏ mấy năm trước thật sự đã lớn lên nhiều, Tới hiện tại Văn Chu Nghiêu mới cảm nhận được điều này một cách chân thực đến vậy. Anh biết cậu quan tâm người nhà mình bao nhiêu, nhà họ Lâm là cội nguồn cho toàn bộ chất dinh dưỡng của cậu. Trên mảnh đất này, cậu sống như một chú cá nhỏ tự tại, luôn vui vẻ vẫy đuôi, tự do an nhàn. Việc cậu gây ra chuyện trọng đại ảnh hưởng đến căn cơ của nhà họ Lâm nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Bao gồm cả Văn Chu Nghiêu, nhưng anh không truy hỏi lý do của cậu như những người khác. Hơi sốt rồi, Văn Chu Nghiêu như mày, rút tay lại hỏi cậu có muốn về phòng với anh không? Anh, Lâm Du mỉm cười, nói với anh, anh có nhận ra đây là lần đầu tiên anh chủ động mời em về phòng suốt mấy năm nay không? Em ít khi vào phòng anh lắm sao? Văn Chu Nghiêu hỏi ngược lại. Lâm Du rụi mũi, bị chặn hòng rồi. Văn Chu Nghiêu nói tiếp, chú gì sẽ không thật sự muốn để em quỳ ở đây cả đêm đâu, em không về thì chắc tối nay hai người cũng không ngủ nổi. Em biết, Lâm Du liếc đôi môi khô nứt, nhưng quy tắc là quy tắc, hành nghề có quy tắc để hành nghề, nhà họ Lâm cũng có quy tắc của họ Lâm. Lâm Du biết mình cũng không thông minh mấy, cậu vẫn thường có sự kiên trì riêng của bản thân đối với những thứ trông có vẻ chẳng quan trọng gì. Chỉ có điều kiếp này cậu đã đưa mình vào khuôn khổ những quy tắc ghim chặt trong lòng từ rất sớm. Vài phút sau, Văn Chu Nghiêu đi lấy nệm về, đóng cửa từ đường rồi trải nệm ra cạnh Lâm Du bảo, không về cũng được, qua đây uống thuốc trước đã. Lâm Du nhìn nhìn anh, hỏi, anh định ở đây với em à? chứ còn sao nữa, Văn Chu Nghiêu nhìn cậu, qua đây. Lâm Du không cứng đầu nữa, dù sao thì mục đích của cậu cũng không phải lấy sức khỏe của bản thân ra làm điều kiện để đạt được kết quả, không cần phải khiến cho cả nhà phải chăn trở lo lắng. Lâm Du chống đầu gối định đứng lên, kết quả chân nhũn ra làm cả người bổ nhào tới trước. Văn Chu Nghiêu đưa tay kéo cậu kịp thời, mũi Lâm Du đập vào xương đòn của anh, cảm giác đau bút từ đầu mũi chạy thẳng lên não. Lâm Du bịt mũi ngửa mặt lên ồm oàm nói tiêu rồi, gãy rồi. Văn Chu nghiêu đỡ cầm đẩy mặt cậu lên, nhìn thấy đôi mắt ẩm nước của cậu. Đau à, Văn Chu nghiêu thấy cậu như thế lại cong môi thật nhẹ đến khó nhận ra, anh kéo bàn tay Lâm Du đang bịt mũi xuống kiểm tra, không gãy đâu. Lâm Du cũng không cố bò dậy làm gì nữa, dứt khoát chờ mình tại chỗ, nằm nhòi trong lòng Văn Chu nghiêu. Không gãy là được rồi, Lâm Du thở phào, ngửa đầu nói chuyện với cầm của anh cậu anh, thật ra anh không cần phải ở đây với em đâu. Thôi nói ít chút, Văn Chu Nghiêu cứ thế kéo cậu ra sau một chút, anh tựa lưng vào chân tủ thờ, gập một chân lại chống eo cho Lâm Du, bảo đảm không để cấn chúng vết thương trên lưng cậu. Sau đó anh với tay lấy thuốc đặt trên bàn qua đưa tới miệng Lâm Du, em đã chuẩn bị sẵn tinh thần chắc chắn tối nay mọi người đều phải thức đêm với em rồi thì đừng lại nhảy nữa. Lâm Du ngậm miệng hẳn, ngoan ngoãn cúi đầu uống thuốc. Cậu mới nhăn nhíu mặt lại chưa kịp bảo đắng thì một viên kẹo sữa đã được đút vào miệng. Đâu ra vậy anh, Lâm Du đẩy viên kẹo từ phải sang trái trong miệng, ngạc nhiên hỏi anh. Văn Chu Nghiêu, dì Lâm biết em sốt, rú cho anh lúc đi lấy thuốc trong bếp đó, biết em sợ đắng. Lâm Du im lặng một chốc, ngập ngừng hỏi, mẹ em. Rất ổn, trừ hơi lo lắng cho vết thương của em, cứ mắng em không hiểu chuyện mãi. Văn Chu Nghiêu đặt chén thuốc đá cạn xuống, không biết sao động tác này lại khựng lại vài giây rồi mới nói tiếp, anh họ Văn còn nhận ra người nhà họ Lâm không hề nhu nhược chút nào, em không cần nghĩ rằng cả nhà yếu ớt đến thế. Văn Chu Nghiêu dùng từ rất cân nhắc, việc Lâm Du cực kỳ trí tuệ đã được chứng thực từ rất nhiều năm trước, thậm chí có một quãng thời gian còn khiến người nhà họ Lâm lo lắng không biết có giữ cậu sống nổi không. Văn Chu Nghiêu cúi đầu nhìn người trong lòng mình, ngón tay vân vê thùy tai dày thịt của cậu. Điểm yếu lớn nhất của bố mẹ em luôn là em. Văn Chu Nghiêu nói, Lâm Du, em có nhìn thấy rõ chuyện này không vậy? Lâm Du bỗng lặng thinh, chốc lát sau, cậu nhúc nhích người đổi tư thế cảm giác sau lưng rất chân thực khung xương người thiếu niên đã có sự vững trái và ấm áp trưởng thành trong mắt cậu văn trung yêu lúc này như thế nào nhỉ dù không còn cha mẹ anh vẫn lớn lên một cách xuất chúng thành sự tồn tại trói mắt đáng tự hào anh có nhiều sở thích nhờ tài năng thiên bẩm cộng với sự nỗ lực anh có thể hoàn thành mỗi một việc đến mức gần như hoàn mỹ có các mối quan hệ xã hội riêng ra ngoài có bạn bè để họp mặt về nhà có người thân chờ đợi Tình huống tệ nhất thì cũng còn một cục phiền mà chỉ cần anh ở nhà là một ngày có thể anh ơi anh à 800 lượt đang chờ anh. Sau này anh sẽ có tiềm lực để lựa chọn, có thế giới bao la. Không chừng còn tìm được một người để yêu thương, hạnh phúc sát tay nhau cả đời. Ít nhất, dù tương lai có thế nào, anh cũng không còn là người luôn ngồi trong góc mỗi dịp lễ Tết mà Lâm Du gần như không chú ý tới nữa. Cũng không phải người sách hành lý lên nói đi là đi, không còn gì vướng bận càng không phải văn chung yêu mà thần sắc chỉ còn lại dấu vết của gió sương gian khổ cô độc đứng trước mộ bia trong ngày sau cùng ấy. Vở kịch nhân gian lần này, Lâm Du giữ chặt được người đó, cũng như giữ chặt được bản thân mình, không bị quá khứ nuốt chửng, trong lòng đầy áp dũng khí để tiến lên. Người nhà họ Lâm chưa bao giờ nhu nhược, đương nhiên cậu biết. Bố mẹ đặt cậu vào nơi mềm yếu nhất trong lòng, cậu càng rõ hơn. Nhưng cũng chính vì tồn tại những con người và những thứ như thế cần phải bảo vệ, cậu không thể nói vài thứ, không thể không làm vài việc. Lâm Du cuộn người xuống một chút, cậu gác cầm lên đầu gối Văn Chu Nghiêu, nhìn ra cửa rồi hỏi anh, bố mẹ em bảo anh vào dò tin đúng không? Ừ, Văn Chu Nghiêu không che giấu cậu, anh vuốt mái tóc mượt sau đầu cậu, hỏi, vậy em có gì muốn nói không? Về chuyện lần này, không có gì hết, chỉ là em thấy cách làm của bố cổ hủ quá rồi, cần cách tân vài chỗ mà thôi. Lâm Du nói, em mới tham gia ngày hội thiếu niên học điêu khắc mà, có vài ý tưởng mới, em cũng không ngờ lại thành ra nghiêm trọng đến vậy." Lâm Du nói nghe vừa vô tội vừa tủi thân, nhưng mặt lẫn tiếng đều hướng thẳng ra cửa. Văn Chu nghiu gập ngón tay gõ lên đỉnh đầu cậu, "Nhắc quá rồi đấy, đã phát hiện rồi thì đừng có cố ý chọc bố em giận thêm nữa, còn ngại trận đòn này chưa đủ nặng à?" Lâm Du bật cười thành tiếng với anh cả, rồi đụng phải vết thương, nhe răng nhếch miệng kêu đau. Ngay lúc ấy có tiếng sột soạt ngoài cửa dương hoài ngọc vừa đánh vai lâm bách tòng vừa nói anh muốn đi thăm con thì đi đi kéo tôi tới đây chi cho mất mặt thế không biết ai đi thăm thằng con hư đốn đó lâm bách tòng hơi mất tự nhiên nhưng vẫn giận anh đến xem nó đã biết lỗi chưa nhưng em cũng nghe rồi đó em coi nó nói cái gì vậy chứ thôi anh đừng có nói nữa dương hoài ngọc tức chết đi được kéo chú đi 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 về ngủ tiếng bước chân xa dần lâm bách tòng ủa hồi nãy ai cứ đi tới đi lui trong phòng nói không ngủ được vậy Dương Hoài Ngọc, ủa bây giờ tôi ngủ được rồi không cho hả? Con trai lớn tôi ở trong đó, có gì mà tôi phải không ngủ được? Nó đối xử với con anh còn tử tế hơn người làm bố như anh. Lâm Bách Tào, thằng con hư đốn đó không phải của em sinh ra chắc. Em nhìn cái kiểu nằm dài trên người anh nó đó đi, tưởng đâu không có xương sống, nhìn chỉ thấy cáu thêm. Dương Hoài Ngọc, con cả nó thích chiều, liên quan gì anh? Mà nói chứ, anh không đánh nó thành ra như vậy thì nó có phải nằm trên người anh nó không? nói tới nói lui cũng là tại anh. Cái gì cũng tại anh, em vô lý quá vậy. Tiếng cái cọ xa dần đến khi không còn nghe thấy nữa. Cuối cùng quanh từ đường cũng yên tĩnh, chỉ còn tiếng bấc nến vượt cháy nho nhỏ thi thoảng lại vang lên. Lâm Du kiếm chuyện tán gẫu anh, sao ai cũng nói anh chiều em, rõ ràng anh toàn ghét bỏ em. Ghét bỏ từ nhỏ tới lớn, chê cậu nói nhiều, tinh quái, còn hay giả mồm. Em cũng tự hiểu mình thật nhỉ. Văn Chu Nghiêu Bình thản đáp lại cậu. Anh đưa tay dở lưng áo cậu lên, khi thấy rõ những vết thương ngang dọc trên tấm lưng trắng nõn, chân mày thoáng cao lại. Lâm Du nằm sấp quay đầu về phía Văn Chu Nghiêu, vậy mà anh còn nhìn không đánh em được suốt mấy năm nay, có phải là chứng minh anh cũng thương em lắm không? Văn Chu Nghiêu nhẹ tay thả áo cậu xuống, đưa mắt nhìn cậu. Anh phát hiện còn một phương diện em hiểu chưa đủ toàn diện về bản thân. Là gì vậy? Lâm Du hỏi, em còn mặt dày nữa. Hết chương like và nhấn đăng ký để kênh mình ngày một phát triển hơn cảm ơn bạn đã lắng nghe.